Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Hai nữ vừa sợ vừa giận. Tư khấu chân vương, chúc kiêu chân vương, các người tự tìm đường chết. Tư khấu chân vương cười ha ha nói, ai nói chỉ có thể đạo quân có thể tranh đoạt đạo chủ cấp công pháp, chân vương liền không có khả năng tranh. Chúc kiêu hình như người chim, cánh chim thân người mỏ chim, nhục thân rộng rãi, cười quái dị nói, đạo quân đoạt được, chân vương liền cũng đoạt được. Song phương hỗn chiến, giết làm một đoàn, lúc này, lại có mấy vị chân vương cùng phổ thông bất hủ cảnh tồn tại chạy đến, lâm vào hỗn chiến chém giết. Đột nhiên bàn diễm đạo quân bị trọng thương, kêu lớn, chư vị, chúng ta ở đây tự giết lẫn nhau, còn không biết đạo chủ công pháp thật giả, nếu là họ hứa tiểu quỷ viết một thiên giả kinh, chẳng phải là chết oan uổng. Mọi người tại chém giết sau khi, nhìn trộm hướng hứa ứng chỗ viết mặt vách đá kia nhìn lại, chỉ gặp trên vách đá dựng đứng kinh văn quả nhiên là huyền diệu khó dò, mỗi một chữ mỗi một câu, đều chất chứa sâu xa khó hiểu đại đạo diệu lý. Cái này nếu không có chân kinh, như vậy chân kinh sẽ cao minh tới trình độ nào trong lúc nhất thời, chém giết càng thêm thảm liệt. Chư vị, chúng ta bị nơi đây sát phạt chi đạo ảnh hưởng tới đạo tâm. Tú Tuệ Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, cao giọng nói, nơi này sát phạt chi đạo, là thông thiên đạo nhân lưu lại, chúng ta đạo tâm bị sát phạt chi khí xâm lấn, ảnh hưởng tới phán đoán của chúng ta. Các vị đạo hiếu, nhanh chóng tỏa hạ, đối kháng sát phạt chi khí. Nàng đang muốn tỏa hạ, đột nhiên một đạo quang mang quét tới, lập tức ra đầu tính cả mái tóc cùng một chỗ bị người gọt đi. Bị ngạn có cắt ra đầu tập tục, nhưng đối với người cắt ra đầu tới nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tú tuệ tiên không khỏi giận tím mặt, nội tâm tràn ngập giết chóc dục vọng, không phân địch ta, hướng những người khác thống hạ sát thủ. Thậm chí, ngay cả nàng chi giao hảo hữu cố đạo thiền, cũng tại nàng công kích hàng ngũ. Các vị đạo hiếu, vô thần đạo quân cũng không khỏi dùng mình, nghiêm nghị nói, chúng ta bị sát phạt chi đạo ảnh hưởng, lâm vào tự giết lẫn nhau. Năm đó thông thiên đạo nhân quét ngang bỉ ngạn, liên xuất hiện rất nhiều lần loại tình huống này mọi người nghe ta một lời lưu lại di ngôn a khánh tái đạo quân diện mục dữ tợn đem hắn kéo vào trong cuộc chiến vu thần đạo quân vừa mới thức tỉnh đạo tâm liền lại bị giết lục dục vọng chỗ chi phối hứa ứng đem huyền hoàng đạo giới kinh viết xong thở phào một hơi trong lòng yên lặng nói bây giờ loạn cục đã thành tiến vào nơi đây cầu đạo chủ công pháp bất hủ bởi vì tự giết lẫn nhau kích phát sát phạt chi đạo sát phạt chi đạo khôi phục lớn mạnh ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ, để bọn hắn càng tự giết lẫn nhau. Cái này hình thành tuần hoàn tốt, mà ta cũng có thể nhờ vào đó thời cơ, tìm hiểu ra sát phạt chi đạo ảo diệu. chương 1361, hắn nhìn bốn phía loạn tượng trong lòng vui vẻ, thất ra nói, bỏ không đến hài tử bộ không đến sói, bỏ không đến lão bà bắt không được lưu manh. Không uổng công ta dùng chân kinh đến dụ hoặc bọn hắn. Phế vật thanh huyền ngửa đầu nhìn về phía vách đá, cũng không nhịn được bị kinh văn hấp dẫn, kinh ngạc nhìn vách đá, không tự chủ lâm vào trong tham mộ. Thiên tư thiên phú của hắn cực cao, cái này huyền hoàng đạo giới kinh mặc dù tối nghĩa khó hiểu, là khó khăn nhất giải mã công pháp, nhưng rơi vào trong con mắt của hắn, rất nhiều tối nghĩa chỗ liền giải quyết dễ dàng. Hứa ứng vốn muốn thừa dịp hỗn loạn, mang theo hắn rời đi, tiến về chỗ an toàn, đã thấy phế vật thanh huyền đứng tại trước vách đá, lại giống như là tiến vào trong mộ đạo. Hứa ứng cực kỳ đố kỵ, môn này huyền hoàng đạo giới kinh hắn sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng kinh văn thực sự thâm ảo, hắn đạt được kinh văn, một mực không thể giải mã. Hắn thậm chí liền tại trong công pháp xếp vào cửa sau, thu hoạch bỉ ngạn cường giả, đều không thể làm được. Chính mình cũng xem không hiểu, lại nói thế nào xếp vào cửa sau. Môn công pháp này hắn truyền cho Thái Nhất Đại Đạo Quân, Thái Nhất Đại Đạo Quân đến nay còn tại trong tham mộ, cũng không xuất quan, cũng có thể gặp cũng không phải là hứa ứng trí tuệ không đủ, Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng là như thế. Nhưng mà phế vật thanh huyền lại tại nhìn thấy công pháp thời điểm liền tiến vào mộ đạo trạng thái, nói rõ hắn có thể xem hiểu môn này huyền hoàng đạo giới kinh, đồng thời đã có thu hoạch. Huyền hoàng đạo giới kinh không thích hợp ta, hứa ứng thầm nghĩ, còn có đạo tông nguyên hỗn động bất diệt kinh, cũng không thích hợp ta. Ta có con đường của chính mình, ta võ đạo, nhất định có thể siêu phàm thoát tục, so đại đạo khác mạnh hơn, ta võ cực chứng đạo, cũng nhất định có thể siêu việt huyền hoàng đạo giới. Phế vật thanh huyền ở đây ngộ đạo, hứa ứng không liền dẫn đi hắn, đành phải cũng đứng tại dưới thạch bích, làm hộ pháp cho hắn. Hứa ứng cần lĩnh hội sát phạt đại đạo, cũng cần lưu tại phụ cận, quan sát sát phạt đại đạo vận chuyển cùng khôi phục quá trình, tìm tòi nghiên cứu sát phạt ảo diệu. Hai người một cái mặt hướng vách đá, một cái đưa lưng về phía vách đá, thời gian dần trôi qua, đều lâm vào trong mộ đạo. Nơi này tụ tập quá nhiều bất hủ cường giả, đều vì đạo chủ công pháp mà đến, lực lượng của bọn hắn thực sự quá mạnh, vậy mà đem nơi đây như là kiếm lâm đồng dạng dãy núi trấn trụ để cho dù là rời rạc tại trong rừng kiếm sát phạt chi đạo cũng vận chuyển sát trệ chậm chạp không có bộc phát nhưng mà theo thời gian chuyển rời bất hủ giả ở giữa chém giết càng thảm liệt sát phạt chi đạo cũng càng ngày càng mạnh thậm chí không ngừng có bất hủ giả ngã xuống bị mặt khác bỉ ngạn bất hủ chu sát hứa ứng cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu thể nội tràn đầy sát khí sát ý càng ngày càng mạnh hắn không giống vù thần những người kia bị giết chóc sát ý khống chế đạo tâm hắn đem sát khí sát ý hóa thành một loại đại đạo, biến thành đạo hạnh của mình, chính mình tu hành. Thời gian dần trôi qua, sát khí của hắn nồng đậm đến tại sau lưng hình thành sát phạt động nguyên, động nguyên xoay tròn, tựa hồ có diệt thế sát ý, để động nguyên càng lúc càng lớn. Hứa ứng quan sát trận này tráng quan không gì sánh được bất hủ chi chiến, các loại đạo pháp, các loại pháp bảo, tại sát phạt đại đạo chi phối hạ tương lẫn nhau công kích, chém giết lẫn nhau, cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu hắn sát phạt động nguyên hình thành lớn mạnh tốc độ nhanh chóng, cũng làm cho người líu lưỡi. Đột nhiên, một vị chân vương ngã xuống, người này cái chết, hiến tế sát phạt chi đạo, tựa hồ đem môn đại đạo này kích phát. Hứa ứng cũng là tinh thần đại chấn, sát phạt chi đạo cường đại nhất, cũng không phải là tả hữu chúng sinh sát ý, mà là diệt đạo. Thông thiên đạo nhân lưu lại chu tiên kiếm, tích chứa trong đó khí thức cũng không phải kiếm đạo, mà là hủy diệt vũ trụ lại diễn hồng hoang tuyệt thế sát ý. Oanh! vô số kiếm sơn trở nên dị thường sáng ngời, xuất phát ra tuyệt thế sát ý, sát ý sôi phản, bởi vì bất công mà giết, bởi vì bất bình mà giết, bởi vì không cam lòng mà giết, bởi vì bạo ngược mà giết, bởi vì thiên đạo bị người chi phối mà giết, bởi vì nhân đạo bị người chi phối mà giết, bởi vì trời nuôi vạn vật mà người không một vật hồi thiên mà giết. Giữa vũ trụ này, sinh mệnh chỉ là may mắn, túc sát mới là vĩnh hằng. Sát phạt chi đạo mới là thế gian đệ nhất, cái kia khủng bố vô địch sát ý, dung chuyển tinh không, nhiễu loạn tinh thần, đem mảnh cấm khu này hóa thành nơi giết chóc, hỗn độn địa, hết thảy đại đạo đều tại sát phạt phía dưới phá diệt, hóa thành bột mịn. Cho dù là thành đạo bất hủ, thân giữ đạo đồng đạo quân, đối mặt cái này vô cùng kinh khủng sát phạt đại dương minh mông cũng vô pháp chống lại. Ngắn ngủi một lát, liền có sáu thành bất hủ giả táng thân tại sát phạt phía dưới, chết bởi trong kiếm trận, tung hoành kiếm quang, diệt tuyệt hết thảy kiếm ý, đem bọn hắn chôn vùi. Thậm chí, kiếm trận cắt đứt bọn hắn cùng bọn hắn động nguyên ở giữa liên hệ, để bọn hắn không cách nào nguyên thần thoát thể bay ra, trốn vào vũ trụ khác. Bọn hắn ngay cả đoạt xá vũ trụ khác để tử cơ hội đều không có, liền táng thân tại Chu Tiên kiếm trận uy năng phía dưới, bị sát phạt chỗ chém. Trảm đạo, trảm đạo, chém hết thiên hạ đại đạo. Hứa ứng thấy nhiệt huyết sôi trào hận không thể chính mình cũng tay cầm một thanh trường kiếm, giết vào cái kia kinh khủng trong kiếm trận, dùng sát ý của mình đi vật lộn địch nhân, dùng kiếm của mình đi thu được địch nhân thủ cấp tràn ngập ở trong thiên địa sát phạt chi đạo cùng hắn sát phạt động nguyên cộng minh, để sát phạt động nguyên càng lúc càng lớn, để đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao. Đột nhiên, cố đạo thiền ngã xuống, bị kiếm trận xé nát, tiếp lấy khánh tái đạo quân kêu thảm một tiếng, táng thân bảy kiếm uy năng phía dưới. Tú tuệ tiên thả người bỏ chạy, hóa thành một đạo thái anh lưu quang, đột nhiên lưu quang đứt gãy, bầu trời đổ máu. Vị kia nữ đạo quân nửa thân thể từ không trung rơi xuống, thây ngã tại chỗ. Kiếm quang như hồng, kiếm khí xâm nhiên, đem Thái Anh đại đạo chém giết, chu diệt. Không tỷ đạo quân quát to một tiếng, thả người nhảy vào chính mình chu thiên tụ sa tháp bên trong, bảo tháp chạy trốn ra ngoài, chung quanh ngân hà bay múa, vô số ngôi sao phi tốc biến lớn, biến thành từng quả thái dương, mang theo to to nhỏ nhỏ tinh hệ, hướng ra phía ngoài bành trướng. Không gian tại thời khắc này kịch liệt khuếch trương, phảng phất muốn đem 13 tòa ngân hà tinh hệ cùng nhau trải rộng ra, để cái này diệt tuyệt hết thải kiếm trận cũng vô pháp nguy hiểm cho đến bảo tháp bản thân nhưng sau một khắc, bành trướng không gian phi tốc chôn vùi, không gian đại đạo cũng không có thể ngăn cản sát phạt chi đạo, ngay tại bành trướng bên trong quần tinh cũng từ phi tốc co vào, lại biến thành từng khỏa tinh xa. Tinh xa quay chung quanh tụ tháp bằng cát bay múa, kín không kẽ hở, nhưng lập tức bị vô số kiếm quang xuyên thấu, bắn vào tụ tháp bằng cát bên trong. Tụ tháp bằng cát bên trong, trong lúc bất chợt huyết quang chợt hiện, huyết tương từ trong tháp cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ vô số tinh xa. Sát phạt chi đạo bộc phát cùng một thời gian, đạo kỳ thiên bên trong, một cái cổ lão không gì sánh được tồn tại đột nhiên thức tỉnh. Bị ngạn hoa đạo chủ bị cỗ sát ý này kinh động, hướng thông thiên đạo nhân vẫn lạc chi địa xa xa nhìn lại. Thông thiên, ngươi muốn mượn cơ hội này phục sinh, nằm mơ, chương 1362, thông thiên đạo chủ. Trường Tôn Thánh Hải không có lập tức trở về đến đạo kỳ thiên xá An Cung, mà là trực tiếp khu thuyền hướng thông thiên đạo nhân vẫn lạc chi địa tiến đến. Người biết thông thiên đạo nhân vẫn lạc không nhiều, hoa đạo chủ đánh lén thông thiên đạo nhân tại năm đó cũng không phải là một kiện hào quang sự tình thái nhất đại đạo quân đem người vây công hạo thiên đế đem hạo thiên đế chu sát chuyện này không có người nói thái nhất đại đạo quân làm không đúng bởi vì hạo thiên đế muốn rời khỏi bỉ ngạn mang theo bỉ ngạn công pháp trở về tam giới trái với bỉ ngạn quy củ nhưng hoa đạo chủ đánh lén thông thiên đạo nhân đối với bỉ ngạn tới nói chính là một kiện tương đối ác liệt sự tình dù sao thông thiên đạo nhân mặc dù cũng là người tam giới nhưng cũng không biểu hiện ra muốn trở về tam giới ý tứ, hoa đạo chủ trực tiếp xuất thủ, có ghét hiền ghen tài hiểm nghi. Bị ngạn 2 phần 3 bất hủ, đều là đến từ vũ trụ khác, nếu là biết hoa đạo chủ như thế đối phó thông thiên đạo nhân, không khỏi có thỏ tử hồ bi cảm giác. Bởi vậy hoa đạo chủ chính mình cũng sẽ chủ động đem tin tức này ngăn chặn, không để cho tin tức để lộ truyền ra ngoài, miễn cho tổn hại thanh danh của mình. Trường Tôn Thánh Hải có thể có được thông thiên đạo nhân truyền thừa cũng là cơ duyên xảo hợp, bái sư thông thiên, là hắn đời này bước ngoặt hắn từ thông thiên đạo nhân nơi đó học xong sát phạt chi đạo, biết được thế gian này vẫn tồn tại mặt khác có thể cùng sát phạt chi đạo đặt song song đại đạo. Hắn bởi vậy bốn chỗ tìm kiếm những đại đạo này pháp môn tu luyện, tại trên chín loại đại đạo bỏ bao công sức, càng là bái nhập thái nhất môn hạ. Sư tôn trạng thái luôn luôn rất tồi tệ, làm sao lại trong lúc bất chợt bắn ra bén nhọn như vậy sát khí. Hắn như vậy bại lộ, nếu là bị hoa đạo chủ phát giác. Thúy nham lâu thuyền toàn lực hướng nơi vẫn lạc chạy tới. Trường Tôn Thánh Hải có thể cảm giác được, nơi vẫn lạc sát phạt chi khí càng ngày càng mạnh, sát phạt chi đạo cũng tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, loại tình huống này siêu việt tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, một cỗ ba động kỳ dị từ đạo kỳ thiên truyền đến, trường Tôn Thánh Hải quay đầu nhìn lại, liền gặp một ngụm to lớn thần phủ từ đạo kỳ thiên xoay tròn lấy bay ra, tốc độ cực nhanh, đi về phía bên này. Phủ quang kia mang theo hoa anh đào giống như nhan sắc, chính là hoa đạo chủ đạo chủ trí bảo. Hoa đạo chủ muốn đối với sư tôn ra tay. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng cực kỳ lo lắng, tăng thêm tốc độ hướng nơi vẫn lạc tiến đến, bất quá chiếc kia thần phủ tốc độ muốn so Thúy Nham lâu thuyền tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá nhiều lúc liền đuổi kịp hắn, siêu việt Thúy Nham lâu thuyền. Lúc này, trong nơi vẫn lạc sát khí tràn trề lạnh thấu xương, sát ý sôi phản, sát phạt chi đạo cũng vào lúc này đã tới cực hạn. Đột nhiên, mảnh này núi đá kiếm lâm năng lượng hao hết, không thể tiếp tục được nữa, đầy trời kiếm quang lập tức biến mất, Chu Tiên kiếm trận cũng ngừng vận chuyển. Núi đá trong rừng kiếm, bất hủ giả máu tươi bốn phía chảy xiết, đột nhiên, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô từ trong huyết hải đứng lên, thân thể lảo đảo, hướng hứa ứng bên này đi tới, chính là vô Thần Đạo Quân. Hắn cho dù là tại sát phạt chi đạo đại bạo phát bên trong cũng không có tử vong, kiên trì đến năng lượng hao hết. Hắn lung la lung lay, hướng hứa ứng đi đến, thanh âm khàn giọng, nói tiểu quỷ, người hại nhiều như vậy bị ngạn cao thủ ngươi tội đáng chết vạn lần. Hứa ứng khẽ nhíu mày, nơi đây sát phạt chi đạo đến nay chưa hoàn toàn khôi phục, hay là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Hiến tế nhiều như vậy bất hủ, Trần vương cùng đạo quân, sát phạt chi đạo đã trở nên cực kỳ hoạt bát, nhưng mà khoảng cách chân chính khôi phục từ đầu đến cuối còn thiếu một chút mà. Hứa ứng sát phạt chi đạo cũng tại trận này quan sát bên trong, tăng lên tới đạo cảnh cấp độ, nhưng khoảng cách chứng đạo trí tôn cũng còn thiếu một chút hỏa hầu. Đúng lúc này, giữa rừng núi, kiếm quang lấp lóe một thanh tàn kiếm không biết từ chỗ nào bay tới, chính là Chu Tiên tàn kiếm. Chu Tiên Tàn kiếm sát khí so lúc trước càng tăng lên, không biết trong khoảng thời gian này trải qua cái gì. Ngươi dùng một môn công pháp, liền muốn bị mất ta bỉ ngạn nhiều cao thủ như vậy tính mệnh, nhiễu loạn bỉ ngạn. Nếu để cho ngươi còn sống, còn không biết bỉ ngạn muốn bị tai họa bao nhiêu cường giả. Vô Thần Đạo Quân thở hồng hộc, toàn thân vết thương nổ tung, vĩ ngạn thân thể cũng còng xuống đứng lên, thương thế của hắn quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng khí thế vẫn như cố kinh người không gì sánh được. Hắn đưa tay liền gặp rách dưới cự phủ bay tới, siêu siêu vẹo vẹo, phi hành bất ổn. Hắn kiện này thành đạo pháp bảo cũng tại vừa mới ác chiến cùng sát phạt chi đạo bộc phát bên trong tổn thương thảm trọng. Nhưng hắn sát khí vẫn như cũ tràn trề nồng đậm, hứa ứng thôi động chu tiên tàn kiếm, bước chân hướng hắn đi đến. Phu thần đạo quân tướng mạo hung ác, toàn thân trăm ngàn chỗ trong vết thương máu tươi bốc hơi, để hắn nhìn như là một cái tản ra huyết vụ màu đỏ cổ thần. Từ đại thiên vũ trụ tuyển bạt cao thủ tiến vào bỉ ngạn, chính là cái sai lầm, những người này đối với bỉ ngạn không có trung tâm. Hắn hồng hộc thở hồn hển, nhanh chân hướng hứa ứng đi tới, đột nhiên thả người vọt lên, thân thể ngửa ra sau, phấn tận dư lực, vung lên cự trùy hướng hứa ứng nện xuống. Quét sạch bỉ ngạn yêu phân, liền từ chu sát kẻ này bắt đầu. Trong cơ thể hắn tàn đạo oanh minh, cự trùy bên trong tích chứa còn sót lại đại đạo cũng từ xuất phát ra sáng tỏ đạo quang, gần như thiêu đốt sống như bắn ra dư lực. Cùng lúc đó, hứa ứng sát khí tăng lên tới cực hạn, rất có thiên địa bất công, liền chu diệt vạn đạo, hủy diệt vũ trụ, lại mở ra đất trời lại định địa thủy hỏa phong tư thế. Sát phạt chi đạo tranh lệch một điểm kia, để ta tới bù đắp. Chu tiên tàn kiếm cùng cự trùy trên không trung gặp phải, giờ khắc này sát phạt chi đạo đột nhiên trở nên dị thường nồng đậm, dị thường sinh động, phảng phất nơi đây sát khí toàn bộ tụ tập tại trên một kiếm này. Phu thần đạo quân công kích vẫn như cũ cực kỳ lực lượng thánh tộc nhục thân, lại thêm bất hủ đạo lực, hắn vẫn như cũ có thể một cái búa đập chết hứa ứng. Nhưng mà cái kia sáng tỏ không gì sánh được kiếm quang nhưng từ rách dưới cự trùy giữa khe hở xuyên qua, từ hắn đại đạo trong vết thương xuyên qua, cắt ra hắn lý văn cấu tạo. Hắn phát giác được cự trùy nội bộ đại đạo kết cấu trong lúc bất chợt trở nên phá thành mảnh nhỏ, bị phân giải thành nhất là thật nhỏ hạt. Đạo của hắn lực còn chưa tới kịp phát tác, đại đạo liền bắt đầu tan rã. Hứa ứng một kiếm này, không phải Chu Tiên, mà là Chu Đạo. Chu Diệt Thiên Địa Đại Đạo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chùy cùng kiếm va chạm một sát na, liền gặp cự chùy nổ tung, phá toái thành bột mịn, tỏ khắp ở trong thiên địa. Suy, kiếm quang chặt đứt phu thần đạo quân nắm chặt chuôi chùy, chùy hai tay, để hắn đầu ngón tay từng cây bay lên, trên không trung phân giải. Hai cánh tay của hắn ra thì tại sát khí lăng lệ bên dưới dạn nứt, huyết nhục giống như là bốc hơi chung chung làm màu đỏ khí, lập tức kiếm quang xuyên qua vô thần đạo quân mi tâm, từ sau ót của hắn bắn ra. Hứa ứng dừng lại, mảnh này nơi vẫn lạc sát khí cũng vào lúc này đạt tới huyên náo vu thần đạo quân thi thể hướng phía dưới ngã xuống phảng phất trở thành tràn ngập ở trong thiên địa sát khí cái cuối cùng tế phẩm chu tiên kiếm mang theo cái kia tràn trề quyết nhiên sát khí ngút trời mà lên hình thành không gì sánh được sán lạn kiếm khí quang mang thẳng sâu thiên ngoại nhiễu loạn tinh không thông thiên đạo nhân nơi vẫn lạc đại đạo khôi phục hứa ứng lập tức chỉ cảm thấy chính mình tu trì sát phạt đại đạo cũng vào lúc này bắt đầu chứng đạo hắn từ lĩnh ngộ sát phạt đại đạo đến tu thành đạo này chứng đạo lạc ấn động nguyên, thế mà chỉ dùng không đủ một ngày thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem sát phạt đại đạo tu luyện tới trí tôn cảnh, thật có thể nói là thần tốc. Phế vật thanh huyền còn tại lĩnh hội huyền hoàng đạo giới kinh, không có tỉnh lại, hứa ứng chứng đạo thành tựu không người chia sẻ, nhưng cũng may nơi đây sát phạt đại đạo tại toàn diện thức tỉnh, hứa ứng tinh khí thần cùng đạo cùng dạo, càng thêm vui thích. Chu tiên tàn kiếm cũng đang thức tỉnh sát phạt chi đạo bên trong ngao du, không chọn vẹn thân kiếm chỗ quang mang không ngừng hiện lên, vậy mà mượn cơ hội này bù đắp thân kiếm. Sát phạt chi đạo khôi phục, nó thiếu thốn đại đạo cũng theo đó mà đạt được đền bù. chương 1363, không chỉ có như vậy, chu tiên kiếm uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí có thể nói tăng vọt. Năm đó thông thiên kiếm chủ luyện chế nó lúc, chỉ là đại la diệu cảnh, kiếm chủ rời đi tam giới, đưa nó lưu ở trong bích du cung, chu tiên kiếm thủy chung là một hiện diệu cảnh trí bảo, không thể nào tăng lên. Thậm chí, còn bị thanh huyền, thánh tôn bọn người đánh gãy. Uy lực của nó mặc dù cường hoành vô địch, là thế gian lợi hại nhất kiếm, nhưng luận uy lực nó đã có chút tụt hậu, thậm chí còn không kịp trung gia. Trung gia trên người có hỗn độn hải tiếng chuông hình thành nhăn nheo về sau, uy lực liền tại nó phía trên, tu vi cũng tại nó phía trên, đồng thời có càng ngày càng mạnh xu thế. Nhưng bây giờ, nương theo lấy sát phạt đại đạo khôi phục, chu tiên kiếm uy lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Uy lực của nó rất nhanh siêu việt trung gia, tăng lên tới một tầng khác, lại giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên một mảnh sáng tỏ, màu anh đào quang mang chiếu sáng tinh không, một cỗ khó nói nên lời khí tức đập vào mặt. Hứa ứng thể nội các loại đại đạo, trong lúc bất chợt yên lặng, thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, vô cực, nhân quả, phảng phất đã mất đi hết thảy đạo lực, biến thành đầu gỗ, không nhúc nhích. Thần thức của hắn, pháp lực, cũng hết thảy trở nên giống như cho tàn đồng dạng. Chính là ngay cả vừa mới còn tại trong mộ đạo phế vật thanh huyền, cũng vào lúc này bị trực tiếp từ trong trạng thái ngộ đạo kéo ra ngoài kinh nghi bất định thiên địa đại đạo đã không còn thì như thế nào ngộ đạo hứa đạo tổ đây là có chuyện gì phế vật thanh huyền dò hỏi hứa ứng ngước đầu nhìn lên nhìn về phía hoa anh đào màu sắc quang mang nói đạo chủ xuất thủ đạo chủ xuất thủ phế vật thanh huyền thất thanh nói đạo chủ tại sao lại hướng chúng ta xuất thủ cấp độ kia đại nhân vật chúng ta chưa từng nhập qua pháp nhãn của bọn họ đối với đại đạo tri chủ tới nói bất kỳ người nào khác cho dù là đạo quân đại đạo quân đều là sâu kiến nhìn cũng sẽ không nhìn một chút mà hứa ứng bọn người càng là sâu kiến trong sâu kiến lười nhác chú ý loại tồn tại này sẽ rất ít chủ động đối bọn hắn những sâu kiến này xuất thủ nhiều nhất chỉ là đang xuất thủ lúc lan đến gần sâu kiến tiện tay giết chết mấy cái mấy chục con cái kia màu anh đào quang mang thế tới cực nhanh chạy vội mục đích hiển nhiên chính là hứa ứng bọn người chỗ mảnh này nơi kỳ lạ Hứa ứng gặp tình hình này, cũng không nhịn được trong lòng lo sợ, chẳng lẽ ta ở chỗ này viết xuống huyền hoàng đạo giới kinh, thiết lập ván cục hiến tế hơn 10 vị bất hủ, chân vương cùng đạo quân, bị bỉ ngạn đạo chủ phát giác, tới giết ta cho hả giận. Sát phạt đại đạo tại cái kia màu anh đào quang mang uy hiếp dưới, trở nên càng nồng đậm, gần như sôi trào. Trên bầu trời, một thanh thần phủ xuất hiện, luân chuyển lấy hướng nơi vẫn lạc rơi xuống. Phủ quang đi tới chỗ, vạn đạo đều im lặng, không có nửa điểm uy năng cho dù cái kia sát phạt đại đạo cũng tại phủ quang chìm xuống tịch xuống tới không cách nào tới đối kháng hứa ứng nhìn đến đây liền biết búa này tuyệt không phải tới đối phó chính mình bởi vì giết hắn tuyệt không về phần vận dụng uy lực pháp bảo cường đại như thế đương nhiên giết hắn có thể chỉ là tiện thể đối mặt một búa này để cho trong lòng người chỉ có thể sinh ra tuyệt vọng bởi vì xem không hiểu căn bản xem không hiểu trong phủ quang tích chứa là đạo pháp gì cũng không biết nên như thế nào tránh như thế nào đột phá đối phương áp chế đối mặt một búa này chỉ có ngoan ngoãn vườn cổ liền giết chờ chết mà thôi từng tòa núi đá kiếm lâm tại thần phủ kia áp bách dưới bắt đầu dạn nứt núi đá sụp đổ những này núi đá kiếm lâm tại vu thần đạo quân đám người trong giao phong cũng không chút nào phá nhưng mà thần phủ chỉ là xa xa bay tới chưa đi vào liền đem những này núi đá kiếm lâm phá hủy nhưng mà chu tiên kiếm còn có không cam lòng vẫn tại cố gắng chấn động thân kiếm ông ông tác hưởng dường như muốn đột phá thần phủ kia áp chế bay lên hướng giữa bầu trời kia thần phủ xuất kích. Nó có không cam lòng, có sát khí, có có can đảm đối kháng cường quyền bất công quyết tâm. Nhưng tranh lệch quá xa, nó căn bản là không có cách bay lên, càng không cách nào cùng trên bầu trời rơi xuống thần phủ chống lại. Hứa ứng duy nhất không có bị trấn áp chính là võ đạo, lúc này gầm thét một tiếng, ý đồ đem chuông lớn tế lên, dù là bất lực, hắn cũng muốn đi liều một phen. Hắn nâng lên chuông lớn, đằng không mà lên, hướng không chung rơi xuống phủ quang nghênh đón hắn võ đạo đã dung nhập hơn 200 loại đại đạo, cũng là không kém. Nhưng mà hắn vọt lên nghinh thiếp thần phủ thân ảnh, lại lộ ra là như vậy suy nhược. Ngay tại hắn vọt lên trong nháy mắt, hắn nhìn thấy từ sụp đổ bên trong núi đá trong rừng kiếm đi ra một cái thân ảnh thon dài, hình dung cao cổ, không giống với bỉ ngạn thánh tộc loại kia cường tráng cường đại thân thể. Một thân phảng phất một vị từ trong thư họa đi ra cổ nhân, áo xanh áo dài, gầy gò quắc thước, dâu dài cho đến trước ngực. Cùng so sánh, Bị ngạn thánh tộc thực sự quá hùng tráng, Lý Văn dạng nhánh cây hoa văn để bọn hắn thể phách như là cổ thần, thường thường sẽ mọc ra rất nhiều đầu lâu, cánh tay, cánh chim, khớp xương các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng vị này lão giả mặc thanh bào liền tương đối phù hợp hứa ứng thẩm mỹ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt chu tiên kiếm, kiếm quang như là một vũng nước sạch, chiếu rọi đạo tâm, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thân hình của hắn phóng lên tận trời, rất nhanh từ hứa ứng bên người đi qua, hứa ứng thần thái kinh ngạc, nhìn xem hắn mang theo chu tiên kiếm sông lên không trung Theo sát phía sau là xôi trào sát phạt chi đạo, loại đại đạo này mới vừa rồi còn bị thần phủ kia tản ra khí tức chấn áp, giờ phút này lại tại oanh minh, đang hoan hô, thậm chí kích phát hứa ứng trong lòng sát khí, kích hoạt hứa ứng tu luyện sát phạt chi đạo. Hứa ứng sát phạt động nguyên đang thức tỉnh, vận chuyển, trở nên không gì sánh được hoạt bát. Thông thiên kiếm chủ, không đúng, là thông thiên đạo nhân, hứa ứng tay nâng chuông lớn, ngước đầu nhìn lên, nhưng gặp đạo nhân gầy gò kia tay áo tung bay, trong tay chu tiên kiếm phảng phất thế gian sáng ngời nhất ánh sáng, nghênh tiếp cái kia màu anh đào thần phủ. Phủ quang cùng kiếm quang va chạm trong nháy mắt, quang mang chói mắt để hứa ứng cũng không nhịn được rơi lệ, vội vàng nhắm mắt lại. Chuông lớn keng keng rung động, ngăn lại vỡ nát phủ quang cùng kiếm quang, bị đả kích đến quay tròn hướng phía dưới bay đi. Hứa ứng lại lần nữa mở mắt, chỉ gặp thông thiên đạo nhân phảng phất tại cùng trong hư không vô hình địch nhân đối kháng, địch nhân kia cầm trong tay thần phủ, tay nghề thành thạo, mà kiếm quang lại bình bình đạm đạm, luôn có thể ngăn trở thần phủ công kích. Hoa đạo chủ, người chân thân không đến, đã không làm gì được ta. Thông thiên đạo chủ một kiếm đâm ra, sau một khắc, màu anh đào thần phủ lại bị kiếm quang đâm xuyên. Thần phủ kia bị thương, đột nhiên hướng về sau một bổ, đem không gian bổ ra, không hợp thời không trong cái khe. Bây giờ, ta cũng là đạo chủ, trả lại ngươi ba kiếm. Thông thiên đạo chủ cầm kiếm, bá bá bá, liên tục ba kiếm đâm vào ngay tại khép lại thời không. Vết sách khép lại, chương 1364, đạo chủ thứ tư. Đạo Kỳ Thiên, hoa đạo chủ ẩn cư quỳnh hoa đảo trí nhân điện, đột nhiên một ngụm đại phủ gào thét xoay tròn, bổ ra hư không mà đến. Hoa đạo chủ đưa tay, gần khu đại thủ, bắt lấy cán búa, thân thể chuyển động, đem búa này mang tới nặng nề lực lượng tan mất. Đại phủ trong tay hắn trên dưới tung bay, hoa dụng rực rỡ, đem trong hư không đâm tới đạo kiếm khí thứ nhất đạo thứ hai kiếm khí ngăn lại. Nhưng mà cái kia đạo thứ ba kiếm khí lại không phải nhằm vào hắn mà đến, mà là một kiếm chém xuống, chí nhân điện vỡ ra, lập tức quỳnh hoa đảo thường thường chia hai nửa. Tiếp lấy đạo kỳ thiên bầu trời bị bổ ra, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Thông thiên đạo chủ cũng biết chính mình ba kiếm này rất khó làm bị thương hoa đạo chủ, bởi vậy không làm đả thương người, mà là tổn thương mặt mũi của hắn. Bổ ra trí nhân điện, vỡ ra quỳnh hoa đảo, đem hoa đạo chủ ẩn cư chi địa xé mở một cái lỗ hổng lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hoa đạo chủ bối rối, chính là mục đích của hắn. Làm càn, hoa đạo chủ không khỏi thật sự nổi giận, chỉ một thoáng đạo kỳ thiên liền âm trầm xuống, từ hắn công thành danh toại đến nay, có rất ít người dám can đảm như vậy quét hắn mặt mũi. Tay hắn sách lạc anh thần phủ, liền muốn tự mình tiến đến gặp một lần thông thiên đạo chủ, lúc này có đạo đồng vội vàng đến đây, nói, hoa đạo chủ, lão ra nhà ta nói. Bây giờ thông thiên đạo chủ đã là đại đạo chúa tể, tại ta bỉ ngạn có một chỗ cắm rùi, mọi người cùng là đạo hiếu, cần gì phải nhất định phải quyết chiến sinh tử. Hoa đạo chủ lườm đạo đồng kia một chút, chỉ thấy người này thể phách cao lớn, tuy là người bị ngạn, nhưng lại có một loại hào hoa phong nhã nho nhã chi khí, nói, ngươi là lâm truyền đình đạo chủ môn hạ. Đạo đồng kia nói, là, vãn bối lục dị nhân, hoa đạo chủ buông xuống lạc anh thần phủ, nói, tư chất ngươi không hỏng, thời gian ngắn như vậy liền tu thành đạo chủ, thật là khó được. Ngươi nói cho truyền đình đạo chủ, không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác ta bị ngạn có thể dung nạp ngoại nhân là bất hủ nhưng không thể dung nạp ngoại nhân thành đạo chủ lúc này lại có một cái đạo đồng chạy đến bái nói hoa đạo chủ lão gia nhà ta mệnh ta đến đây nói cho đạo chủ nếu như cái kia thông thiên đạo nhân là một cái bất hủ người giết cũng liền giết hắn bây giờ đã là đạo chủ nên lễ ngộ hoa đạo chủ hỉ nộ không lộ nói ta đã biết các ngươi trở về nói cho truyền đình cùng la đạo chủ ta lại buông tha thông thiên đạo chủ một lần hai vị đạo đồng xưng phải riêng phần mình rời đi hai cái đạo đồng gia quỳnh hoa đảo liếc nhau là đạo chủ dưới chướng đạo đồng cười nói ngươi là lục sư huynh ta nghe qua đại danh của ngươi nghe nói ngươi thiên tư tuyệt đại bị truyền đình đạo chủ nhìn chúng thu làm môn hạ truyền đình đạo chủ thật lâu chưa từng thu đồ đệ chịu vì ngươi phá lệ đúng là hiếm thấy lục dị nhân hạ thấp người nói tại hạ mắt vụng về không nhận ra sư huynh xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Ta gọi thái sử, đạo đồng kia cười nói, chúng ta lão thánh tộc nhất mạch, rất ít xuất hiện siêu quần bạt tụy nhân vật, ngươi là những năm gần đây bên trong nhân tài kiệt xuất, tương lai thành tựu, tất nhiên bất khả hạn lượng. Lục dị nhân vội vàng cảm ơn, nói tiểu đệ tài sơ học thiền, có nhiều không hiểu chỗ, còn xin thái sử huynh nhiều hơn trông nom. Thái sử cười nói, ngươi yên tâm, lão thánh tộc lúc đầu liền muốn hai bên cùng ủng hộ, không có khả năng bị thánh tộc mới khi dễ, hai người vừa đi vừa nói chuyện Thái Sử nói lần này Thông Thiên đạo chủ phục sinh có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu chuyện tốt chính là ta bỉ ngạn thêm ra một vị đạo chủ chuyện xấu chính là xử lý bất đương ta bỉ ngạn thêm ra một vị địch nhân lão gia nhà ta là đạo chủ chính là muốn để bỉ ngạn thêm ra một vị đạo chủ chỉ là Hoa đạo chủ ghét hắc như cừu nếu là không ngăn hắn liền sẽ thêm ra một vị địch nhân Lục dị nhân khen Thái Sử huynh nói đúng lắm lão gia nhà ta cũng là cho rằng như thế. Ta còn nghe lão gia nói, năm đó bỉ ngạn đã bình định thiên cảnh chi loạn về sau, bởi vì một ít chuyện, hoa đạo chủ liền đối với mặt khác đạo chủ ra tay, dẫn đến đạo chủ ở giữa có nhiều tử thương. Thái sử cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện bốn bể vắng lặc, lúc này mới nói, loại chuyện này là cấm kỵ, không thể đàm luận, coi chừng rơi đầu. Lục dị nhân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng xưng là. Thái sử nói, trải qua trận kia náo động, chúng ta bị ngạn cao thủ tử thương vô số, lúc này mới không thể không theo vũ trụ khác đưa vào chút tư chất bất phàm người tiến vào bỉ ngạn, nguyên lai là để bọn hắn làm nô tài khổ lực, không ngờ thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh, lúc này mới hứa cho bọn hắn thánh tộc mới thân phận. Chỉ là không nghĩ tới thánh tộc mới thế lực càng lúc càng lớn, dần dần có chút đuôi to khó vẫy, muốn càng nhiều quyền lực. Hắn ngừng một chút nói, lần này hai vị lão ra ra mặt, để hoa đạo chủ không được động thông thiên đạo chủ, chính là muốn trấn an những thánh tộc mới kia, miễn cho bỉ ngạn nội bộ tái sinh nhiễu loạn vị này thông thiên đạo chủ sát phạt quá nặng không ai ưa thích hắn không đến mức kéo bè kết phái nếu như thông thiên đạo chủ có đầy đủ tâm cơ thủ đoạn lôi kéo thánh tộc mới như vậy thật muốn xử lý hắn lục dị nhân khâm phục vạn phần khen sọ não của ta xoay chuyển chậm liền không có đạo huynh như vậy linh quang thái sử cười nói loại chuyện này người kinh lịch hơn nhiều liền cũng linh quang ngược lại là thông thiên đạo chủ nhanh như vậy khôi phục có chút vượt quá lão gia đoán trước lão gia thậm chí suy đoán phía sau màn khả năng có hắc thủ cùng năm đó bị diệt trừ đạo chủ có quan hệ hắn lắc đầu nói năm đó phải làm rất sạch sẽ mới đúng lục dị nhân dùng mình chỉ cảm thấy cái này đạo kỳ thiên nhìn như ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực phía dưới chôn giấu lấy vô số thi cốt trường tôn thánh hải khu thuyền đuổi tới nơi vẫn lạc liền gặp sát phạt đại đạo đã bình phục ba động không chung cùng lạc anh thần phủ chiến đấu cũng tuyên cáo hồi cuối hắn kinh nghi bất định vội vàng chạy tới nơi vẫn lạc hạch tâm thầm nghĩ sư tôn một mực ẩn thân ở đây ở vào như chết còn sống trạng thái bên trong đến cùng phát sinh biến cố gì để sư tôn phục sinh hắn những năm này một mực tại linh giới truyền đạo không có tới ở đây trong lòng lo sợ bất an e sợ cho xuất hiện không tốt biến cố nhưng khi hắn đi vào nội địa liền gặp hứa ứng ngay tại nói chuyện với thông thiên đạo chủ vừa nói vừa cười lộ ra rất là quen thuộc thông thiên đạo chủ vốn là cái người sát khí cực nặng ăn nói có ý tứ tại bỉ ngạn trong truyền thuyết người gặp qua nụ cười của hắn đều là người chết. Vậy mà lúc này, vị này nhìn có chút ngoan cố lão giả âm trầm, thế mà lộ ra một tia không dễ cảm thấy dáng tươi cười, cùng hứa ứng không biết nói cái gì. Mà lại, hứa ứng thanh kiếm gãy kia chẳng biết lúc nào cũng phục hồi như cũ, vây quanh thông thiên đạo chủ bay tới bay lui, thỉnh thoảng xuất phát kiếm minh, tựa hồ đang cùng thông thiên đạo chủ nói chuyện với hứa ứng. Trường tôn Thánh Hải càng xem càng là sinh nghi, vội vàng tiến lên, bái nói, đệ tử Thánh Hải, bái kiến sư tôn. Sư tôn đối với Thánh Hải có tái tạo tri ân, năm đó nếu không có sư tôn chỉ điểm, Thánh Hải chỉ sợ một thế cũng khó khăn có thể có thành tựu. Hắn thuyết phục tình, nghĩ đến chính mình năm đó đi vào bỉ ngạn cầu học bị đủ loại ủy khuất cùng kỳ thị, không khỏi vành mắt phiếm hồng. Thông thiên đạo chủ nói, đứng dậy, ta môn này không có nhiều như vậy cổ quái quy củ. Năm đó ta gặp ngươi thiên tư tuyệt đại, không muốn ngươi tầm thường, biến thành phế nhân, cũng có muốn mượn ngươi thành đạo cơ hội để cho ta khôi phục. Chỉ là không nghĩ tới, ta có cơ duyên khác, thế mà như vậy khôi phục trở thành đạo chủ. Trường tôn Thánh Hải liền vội vàng đứng lên, lườm hứa ứng một chút, nói, sư tôn, vị này. Thông thiên đạo chủ nói, vị này là hứa ứng, vi sư đồng hương, lần này vi sư có thể phục sinh, nhờ có hứa đạo hữu hiến tế rất nhiều bất hủ chân vương cùng đạo quân, tỉnh lại sát phạt chi đạo. Gọi hứa sư thúc, trường tôn Thánh Hải khóe miệng giật giật, sau một lúc lâu, ngập ngừng nói, hứa, hứa sư thúc. Hứa ứng mỉm cười, nói Thánh Hải sư chất không cần đa lễ. Chúng ta các luận các đích, tại Thái Nhất Môn bên trong, ta bảo ngươi sư huynh. Ra Thái Nhất Môn, ngươi gọi ta sư thúc, trường tôn Thánh Hải thử dò xét nói, không bằng bằng thực lực luận bối phận. chương 1365, hứa ứng quả quyết cự tuyệt, thông thiên đạo chủ nói, người hứa sư thúc cùng ta nguồn gốc rất sâu, mang theo năm đó ta còn sót lại bội kiếm, lại đang vũ trụ biên tùy giải quyết nguyên giới một chuyện, bù đắp tam giới hồng nguyên hạch tâm. Hắn cho ta lưu lại cơ duyên, lại đang ta nơi vẫn là cứu ta, đem ta tỉnh lại, giúp ta thành đạo. Hắn dừng một chút, nói: "Nhân quả chi đạo, duyên phận chi diệu, thật sự là khó dò." Hứa ứng xem xét nhân quả đại đạo, cũng cảm thấy mình cùng Thông Thiên đạo chủ duyên phận chi xảo diệu, khiến cho người nhìn mà than thở. Thông Thiên đạo chủ năm đó lưu lại thiện duyên, bị Hứa ứng nhặt đến, Hứa ứng đạt được thiện duyên về sau, lại đang nơi đây giải cứu Thông Thiên đạo chủ trợ hắn phục sinh trở thành đạo chủ. Nhưng là để hứa ứng nghi ngờ là, hắn cùng thông thiên đạo nhân nhân quả liên quan, vượt ngang hỗn độn hải. Không phải nói trong hỗn độn hải nhân quả không còn sao. Vì sao hai người duyên phận tại đã trải qua hỗn độn hải đằng sau, còn có thể như vậy chặt chẽ tương liên. Nhân quả đại đạo, có lẽ có thể xuyên qua hỗn độn. Hứa ứng ánh mắt chấp động, nghĩ đến kiếp phận, hỗn độn cùng nhân quả quan hệ, thầm nghĩ, hiểu rõ nhân quả cùng hỗn độn liên hệ, có lẽ là thoát khỏi kiếp phận, chân chính đến đại tự tại thời cơ. Chỉ là hắn hiện tại đối với kiếp vận không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, không thể nào tìm kiếm trong đó quan hệ. Thông thiên đạo chủ hỏi thăm nó tam giới tình huống, hứa ứng thế là đem địa tiên giới chư thiên vạn giới nhất thống, tam giới triều tịch sự tình nói một phen, cuối cùng giảng đến bọn hắn khai sáng tân đạo văn sự tình. Thông thiên đạo chủ nói, có thể làm cho ta xem một chút tân đạo văn A. Hứa ứng cười nói, có gì không thể, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức tập hợp tam giới nguyên giới tinh anh trí tuệ mà sáng tạo tân đạo văn nổi lên, các loại đạo văn là đại đạo chi cơ, giải thích đạo pháp cơ sở nhất ảo diệu. Đạo văn này không thể coi thường, rất có thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam xu thế, thậm chí để trưởng tôn Thánh Hải chỗ tu chỉ linh văn cũng ẩn ẩn có dao động xu thế. Thông Thiên đạo chủ ánh mắt rơi vào những đạo văn này bên trên, trầm ngâm thật lâu, là bộ này đại đạo đạo văn sửa lại 10 cái hoa văn. Trải qua hắn sửa chữa, đạo văn chất lượng lập tức lại tăng lên một hai phần. Hứa ứng vội vàng cảm ơn, Thông Thiên đạo chủ nói, Hoa văn đại đạo vốn là đại đạo chi cơ, nhưng tu luyện tới đạo chủ cảnh giới, vô luận đạo văn gì cũng không có tác dụng. Người có thể ở trên đạo này dụng tâm, nhưng không thể chậm trễ chính mình tu hành. Hắn lời ấy cũng là có ý tốt, tu luyện tới đại đạo chủ cảnh giới, chính là luyện thành đại đạo vô cấu, bất kỳ cái gì đại đạo chỉ còn lại có đạo bản thân, không có bất kỳ cái gì cấu tạo có thể nói. Tại đạo văn bên trên đau khổ nghiên cứu, hoang phế chính mình thời gian cùng trí tuệ, liền thuộc về bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất hứa ứng cười nói đạo văn cũng không phải là vì ta luyện mà là là tam giới chúng sinh luyện chỉ là muốn vì bọn hắn đả thông một đầu nối thẳng đạo chủ con đường thôi nếu là có thể để con đường này thiếu chút bụi gai thiếu chút long đong cùng đường quanh co ta liền đủ hài lòng thông thiên đạo chủ ánh mắt rơi vào trên người hắn nghiêm nghị nói hứa đạo hữu là cái có ý chí người khiến người khâm phục hắn nói không phải quá nhiều từ trên thân hứa ứng giải quyết xong cảm giác nhớ nhà về sau liền tới đến hư không hứa ứng Trường Tôn Thánh Hải đứng ở sau lưng hắn, Thông Thiên đạo chủ quay người, quan sát chính mình nơi vẫn lạc, trong lúc bất chợt năm ngón tay giang rộng ra, phía dưới nơi vẫn lạc hết thảy đại đạo không còn sót lại chút gì, thế giới chôn vùi, trong khoảnh khắc liền tự quay về hỗn độn. Hứa Ứng hỗn độn động nguyên bên trong hỗn độn trì bên trong hoa sen dục dịch, lại muốn trộm lấy hỗn độn chi khí. Bất quá Thông Thiên đạo chủ thực sự cường đại, nó cũng không dám làm càn. Thông Thiên đạo chủ tế kiếm, Chu Tiên kiếm bay ra, đem hỗn độn chi khí mở Lập tức thiên địa khai ích, vũ trụ nguyên sinh. Đại đạo từ vô cực mà khởi đầu, lấy tiên thiên ngũ thái làm thứ tự bắt đầu diễn hóa, đợi cho thái cực lúc, huyền hoàng nhị khí bắt đầu sinh, hóa thành thiên huyền địa hoàng, thiên địa sơ thành, diễn hóa vạn đạo. Trong khoảnh khắc, đoàn kia hỗn độn chi khí đã hình thành một mảnh vũ trụ mới cảnh tượng, chỉ là phải nhỏ hơn nhiều, có thể xưng bỏ túi. Mà lại, trong thiên địa này thiên địa đại đạo đều là sát phạt chi đạo biến thành, theo thời thế mà sinh, cũng không phải là chân thực thiên địa đại đạo. Trong vũ trụ này hết thảy đại đạo, đều là đến từ thông thiên đạo chủ, coi như trong vũ trụ diễn sinh ra sinh mệnh, cũng không có khả năng siêu việt thông thiên đạo chủ. Bất quá như vậy khai thiên cảnh tượng, thực sự khó được, hứa ứng cùng trưởng tôn thánh hải riêng phần mình từ thông thiên đạo chủ khai thiên tích địa quá trình, xác minh chính mình sở học sở ngộ, chợt cảm thấy lĩnh ngộ ra không ít huyền bí, đạo hạnh tăng nhiều. Mà Chu Tiên Kiếm đã trải qua mở hỗn đột, lại diễn vạn đạo, cũng biến thành cùng lúc trước rất là khác biệt, nhiều hơn một loại đạo chủ trí bảo ý vị nơi đây vẫn như cũ gọi là bích du cung thông thiên đạo chủ đi vào mảnh này vũ trụ bỏ túi bên trong tái tạo bích du cung hướng trưởng tôn thánh hải nói người bây giờ đã là đệ tử của ta liền không cần về thái nhất môn hạ thái nhất không xứng trưởng tôn thánh hải vừa mừng vừa sợ vội vàng xưng là hứa ứng nghe vậy cũng vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ thánh hải a bây giờ ngay cả một cái duy nhất bảo ngươi đại sư huynh cơ hội cũng bị mất gặp mặt lúc người chỉ có thể gọi là sư thúc ta tu vi của ngươi càng mạnh có làm được cái gì? Giang hồ giảng chính là đạo lý đối nhân xử thế. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, thầm nghĩ, thông thiên đạo chủ xem ra không có tính toàn ý nghĩ rời đi. Hắn trở thành đạo chủ, chẳng lẽ liền không sợ mặt khác bị ngạn đạo chủ đến đây vây quét hắn a? À? Lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, đệ tử lục dị nhân. Phụng truyền đình đạo chủ chi mệnh đến đây, xin mời thông thiên đạo chủ đại lão ra, tiến về đạo kỳ thiên hoàng cực điện đi gặp hứa ứng nhãn tình sáng lên, lục dị nhân, hắn thành truyền đình đạo chủ đệ tử. Một thanh âm khác vào lúc này vang lên, đệ tử thái sử, phụng la đạo chủ chi mệnh, xin mời thông thiên đạo chủ đại lão ra tiến về đạo kỳ thiên hoàng cực điện đi gặp. Lại có một thanh âm truyền đến, đệ tử lê tiêu, phụng hoa đạo chủ chi mệnh, xin mời thông thiên đạo nhân tiến về đạo kỳ thiên hoàng cực điện đi gặp. Thông thiên đạo chủ đứng dậy, hướng hứa ứng nói ta trở thành đạo chủ, bị ngạn có hai lựa chọn, một là giết ta, hai là để cho ta gia nhập bọn hắn bọn hắn lần này đến là do xét ta thái độ hứa ứng xưng phải nói đạo huynh dự định như thế nào làm thông thiên đạo chủ đi ra ngoài sắc mặt lạnh nhạt nói đi đi liền biết hứa ứng gặp hắn rời đi liền không có tại bích su cung lưu lại hướng trưởng tôn thánh hải cáo từ rời đi trở về thái nhất đạo môn qua mấy ngày liền có tin tức truyền đến thông thiên đạo chủ trở thành bỉ ngạn vị thứ tư đạo chủ hứa ứng nghe được tin tức này không chút nào cảm giác ngoài ý muốn chương 1366, không nên quay đầu lại. Bỉ ngạn thế lực dù sao quá cường đại, nhưng mặt trời ban trưa, thông thiên đạo chủ không gia nhập bỉ ngạn, chính là một con đường chết. Hứa ứng trong lòng cảm khái, bây giờ tam giới chưa tráng, còn lâu mới có thể cùng bỉ ngạn địch nổi, ở dưới tình hình này đi vào bỉ ngạn người tam giới, cũng chỉ có thể làm người bỉ ngạn. Thái nhất đại đạo quân vẫn như cũ chưa từng xuất quan, còn đang bế quan trong tu hành. Hứa ứng bây giờ là đại sư huynh, một tay che trời, đem phế vật thanh huyền xếp vào đến thái nhất môn hạ, những sư huynh đệ khác tự nhiên không dám nói lời nào. Phế vật thanh huyền cũng không phải là thật phế vật, mà là bất hủ cảnh cường giả, lần này lĩnh hội huyền hoàng đạo giới kinh, càng là lĩnh ngộ gia luyện đại đạo làm danh giới phương thức tu luyện. Hắn khiếm khuyết chính là chân truyền, lần này bái nhập thái nhất môn hạ, một là muốn lấy một cái tại bỉ ngạn hành tẩu thân phận, hai là thái nhất đại đạo quân dù sao góp nhặt rất nhiều điển tịch, lấy đệ tử thân phận có thể tham khảo. Còn nữa, Thái nhất đại đạo quân có rất nhiều bất hủ cảnh đệ tử, làm sư huynh, chỉ điểm hắn dạng này học sau tiến cuối cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đối với những người khác tới nói, phế vật thanh huyền là bất hủ cảnh, thái nhất cũng là bất hủ cảnh, một cái bất hủ cảnh bái một cái khác bất hủ cảnh vi sư, bao nhiêu lộ ra mục đích tâm rất nặng. Ta thái nhất đạo môn, là phản tạc xào huyệt A. Một vị thái nhất môn nhân không cam lòng nói, từ hạo dập, đến trưởng tôn thánh hải, lại đến hứa ứng, sau đó lại tới cái thanh huyền đạo nhân mỗi một cái nhìn đều không giống người tốt một vị khác lạc sư huynh nói thánh hải sư huynh còn dễ nói chỉ là mưu phản thái nhất đạo môn nhưng hạo dập hứa ứng cùng thanh huyền cái này ba cái rõ ràng là tam giới phản tặc ta thái nhất đạo môn chẳng lẽ là tam giới tại bỉ ngạn đường khẩu ta cảm thấy chúng ta sư tôn thái nhất đại đạo quân khẳng định có vấn đề im lặng cửu tăng đạo quân tìm tới hứa ứng do xét phế vật thanh huyền vài lần nhìn ra phế vật thanh huyền đại đạo đã thành Bái nhập thái nhất môn hạ đoán chừng cũng chỉ là tìm cái tại bỉ ngạn thân phận, không phải thật sự muốn bái thái nhất vi sư, không khỏi nhíu mày. Hắn là thái nhất môn hạ thực lực tu vi mạnh nhất tồn tại, thái nhất phụ tá đắc lực, nhưng là Hứa Ứng đem một cao thủ như vậy xếp vào tiến đến, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao thái nhất bế quan lúc đã phân phó, Hứa Ứng muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất kỳ người nào cũng không thể động đến hắn mảy may. Chờ đến sư tôn sau khi xuất quan, làm tiếp định đoạt đi trong lòng của hắn thầm nghĩ cửu tăng trước đem việc này buông xuống hướng phế vật thanh huyền nói ngươi nếu là làm ác ta định không buông thang ngươi nếu là ngươi trung thực bản phận có trên tu hành nan đề cứ hỏi ta phế vật thanh huyền xưng là cửu tăng nói hứa sư đệ năm đó các ngươi trên vạn người đi thuyền tiến vào hỗn độn hải tiến về tân trụ khai hoang không biết chuyện gì xảy ra vì sao chỉ có ngươi cùng thánh hải hai người trở về hứa ứng không có dấu diếm nói tân trụ đại đạo cơ cấu hơn xa bỉ ngạn, chúng ta tiến vào tân trụ mới bắt đầu liền tao ngộ đạo khóc, bắt đầu hóa thành đạo hôi. Ta cùng Thánh Hải may mắn còn sống sót, những người khác đã hóa thành đạo hôi. May mắn ta còn biết đi tam giới con đường, thế là liền đi chuyến tam giới, mang về thanh huyền sư đệ. Cửu Tăng khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, sẵn dò, người từ tân trụ trở về, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu là người khác hỏi, mặt khác đều có thể nói, nhưng liên quan tới người đi tam giới sự tình, tuyệt đối không thể nói. Hứa ứng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cửu tăng không có nhiều lời, vội vàng rời đi, tìm được Tông Nghĩa cùng Ngọc Quyền hai vị chân vương, đem việc này nói một lần. Tông Nghĩa chân vương nói, nếu như sư tôn xuất quan, việc này không có gì đáng ngại, nhưng sư tôn hết lần này tới lần khác đang bế quan. Dựa vào chúng ta bản sự, có thể giữ được hứa sư đệ. Ngọc Quyền chân vương nói, không gánh nổi cũng phải bảo đảm. Sư tôn dặn dò qua, không thể để cho hắn bị hao tổn. Cửu tăng đạo quân nhìn hướng đạo kỳ thiên, chỉ gặp đạo kỳ thiên chỗ sâu có mây đen ngay tại hình thành, thấp giọng nói, mưa gió nổi lên A. Phế vật thanh huyền bái nhập thái nhất đạo môn, trừ ở trong thái nhất đạo môn gây nên động tính không nhỏ, nhưng ở ngoại giới không có gây nên mảy may gợn sóng. Gần nhất gây nên bị ngạn chú ý chính là vị thứ tư đạo chủ, thông thiên đạo chủ. Bị ngạn thêm ra một vị đại đạo chúa tể, tự nhiên nghị luận ẩm ý, nhất là vị này đại đạo chủ cũng không phải là bị ngạn lão thánh tộc, mà là thánh tộc mới, khiến cho người có chút phấn chấn. Những năm gần đây, bỉ ngạn mới của thánh tộc ở giữa mâu thuẫn rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, lão thánh tộc bên trong không thiếu có tứ đại đạo quân bực này cường giả thế hệ trước, bất hủ bên trong cũng nhiều có thực lực kinh thế nhân vật. Nhưng dù sao nhân khẩu thưa thớt, thánh tộc mới lại càng ngày càng nhiều, những ngày thánh tộc mới từ trong chư thiên vạn giới mà đến, mặc dù trở thành bỉ ngạn thánh tộc, nói thánh tộc ngôn ngữ, nhưng dù sao đối với lão thánh tộc tới nói, những người này hay là dị tộc. Thánh tộc mới cường giả cũng càng ngày càng nhiều, để rất nhiều lão thánh tộc cảm giác được áp lực. Bất hủ ở giữa còn dễ nói, nhưng ở ngoài đạo kỳ thiên, lão thánh tộc đánh chết thánh tộc mới sự tình lúc đó có phát sinh. Bây giờ thông thiên đạo chủ vị này thánh tộc mới trở thành đại đạo chúa tể, thánh tộc mới oán khí cũng sẽ ít một chút. Kiện thứ hai đại sự, chính là hơn 100 năm trước tân trụ sự kiện, rốt cục có manh mối. Năm đó trinh sát đang tìm kiếm tam giới trên đường, phát hiện tân trụ, lưu lại xa la thụ xác định nó tại trong vũ trụ phương vị liền gấp trở về báo tin các vị bất hủ đều tuyển bà tử đệ là người khai hoang, cưới Thúy Nham lâu thuyền tiến về tân trụ khai hoang. Không nghĩ tới, chuyến đi này liền không có tin tức, hơn vạn tên người khai hoang không rõ sống chết. Thậm chí bị ngạn đám bất hủ bọn họ coi là khai hoang thất bại. Nhưng mà thời gian qua đi hơn trăm năm lại có hai cái người khai hoang lại lần nữa trụ trở về. Hai người này, một cái là trưởng tôn Thánh Hải, một cái chính là hứa ứng. Cửu Tăng, giao ra hứa ứng. Hỗn nguyên đạo quân đi vào Thái Nhất Đạo Môn, chắn ở ngoài xá An Cung, thanh âm vang dội, truyền khắp xá An Cung, hứa ứng quan hệ đến tân trụ sự kiện hơn một vạn người tính mệnh, cùng một cái tân vũ trụ tài phú, người Thái nhất đạo môn không cách nào che chở hắn, đem hắn giao ra. Ngọc Quyền chân Vương canh giữ ở xá An Cung môn hộ trước, ngăn lại hỗn nguyên đạo quân, cười nói, hỗn nguyên đạo huynh, hứa sư đệ là tân trụ sự kiện số lượng không nhiều người sống sót, lưu tại Thái nhất môn bên trong. Ta thái nhất đạo môn tự nhiên sẽ để hắn nói ra tân trụ phát sinh sự tình, cho mọi người một cái công đạo. Hắn không nhanh không chậm, thản nhiên nói, về phần giao ra hứa sư đệ, ta muốn còn không có cái nào đạo quân dám can đảm đến đến ta thái nhất đạo môn đòi người a. Hỗn Nguyên đạo quân là vì số không nhiều biết hứa ứng có được Hồng Nguyên người, một lòng muốn đoạt Hồng Nguyên, sao lại lùi bước, cười lạnh nói, tân trụ quan hệ đến các vị bất hủ đệ tử chi tính mệnh, trong đó còn có mặt khác tam đại đạo quân đệ tử. Trừ cái đó ra, một cái vũ trụ mới, liền tương đương với một cái thuộc địa mới, tài phú to lớn. Hẳn là Thái Nhất Đạo Môn muốn nuốt một mình tân trụ tài phú. Lúc này, lại có một thanh âm truyền đến, lo lắng nói, không sai. Thái Nhất Đạo Môn hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đem hứa ứng giao ra, Thái Nhất Đạo Môn mới có thể bảo trụ mặt mũi. Nếu không, hôm nay cũng chỉ có thể đi Thái Nhất Đạo Môn cướp người. Tông Nghĩa Chân Vương giận tím mặt, bước nhanh đi tới, ai dám nói khoác mà không biết ngưỡng như vậy, đến ta Thái Nhất Đạo Môn cướp người người tới chính là hứa ứng một cái khác cửu gia thái thượng đạo ngự huyền thông, lường tông nghĩa chân vương cùng ngọc huyền chân vương một chút, lộ ra vẻ chán ghét nói, nơi này không có các ngươi tư cách nói chuyện, gọi cửu tăng đi ra nói chuyện. Hắn năm đó bại vào hạo thiên đế chi thủ, bị trọng thương, đến nay thái thượng động nguyên chưa khỏi hẳn. Hạo thiên đế chính là thái nhất môn hạ, bởi vậy hắn đối với thái nhất môn nhân gấp đôi phẫn hận. Hứa ứng nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, liền muốn đi ra xem xét, lúc này, cửu tăng đạo quân đi tới, thản nhiên nói, hứa sư đệ, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi trở về. Hứa ứng có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, cửu tăng đi ra ngoài, thanh âm trở nên vang dội trầm giọng nói, ngự huyền thông, ngươi nằm đó bị sư huynh của ta hạo dập gây thương tích, muốn hay không tiểu đệ giúp ngươi chữa thương. Ngự huyền thông cười ha ha, sát khí xâm nhiên, thái nhất môn sinh cực kỳ ngang ngược cản dỡ đại đạo quân chính là như thế dạy các ngươi. Cửu tăng cất bước đi tới, thản nhiên nói các hạ xuống đây đến ta thái nhất đạo môn dương oai, như vậy chúng ta thái nhất môn sinh chính là phách lối như vậy ương ngạnh. Ngự huyền thông trong lúc nhất thời không dám có chỗ dị động, hắn bị hạo thiên đế trọng thương đối với thái nhất nhất mạch đạo pháp thần thông cực kỳ kiêng kỵ. chương 1367, hỗn nguyên đạo quân cũng bởi vì bị hứa ứng hỗn độn liên gây thương tích, thực lực bị hao tổn, trong lòng có chút cố kỵ. Đột nhiên, chỉ nghe cười to một tiếng chuyển đến, thái nhất đạo môn hai cái đệ tử lại lần nữa trụ trở về, trường tôn thánh hải, hứa ứng, hôm nay vô luận như thế nào, thái nhất đạo môn chỉ cần giao ra một cái. Cửu tăng nhìn về phía người tới, khẽ nhíu mày, đạo thắng tử, hắn cũng tới. Có chút khó giải quyết, người tới đạo hiệu đạo thắng tử, lại gọi đạo thắng đạo quân, tu chỉ chính là luân hồi đại đạo, tu luyện tới đại đạo đẳng thân. Luân hồi đại đạo thực sự quá mạnh, cửu tăng không muốn nhất đối mặt đối thủ, chính là người này. Ngọc Quyền Trân Vương nói, đạo thắng tử, trưởng tôn thánh hải sớm đã mưu phản thái nhất đạo môn, người muốn biết tân trụ xảy ra chuyện gì, sao không đi tìm thông thiên đạo chủ đòi người. Đạo thắng tử lắc đầu nói, thông thiên đạo chủ hỉ nộ vô thường, giết người không tính toán, chán sống mới đi tìm hắn đòi người. Tông nghĩa chân vương cười lạnh nói, như vậy ngươi chán sống, dám can đảm tìm ta thái nhất đạo môn đòi người. Ta thái nhất đạo môn chẳng lẽ liền không giết người không đếm được. Đạo thắng tử cười ha ha, thái nhất đại đạo quân bế quan 130 năm hơn, đến nay chưa từng đột phá cửa trước, tu thành đạo chủ có thể thấy được, Thái Nhất Đạo Huynh không có trở thành đạo chủ căn cơ. Mọi người cùng là bất hủ, ai có thể so với ai khác cao hơn nhất đẳng. Cửu Tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại có mấy vị chân vương chạy đến, nói, hứa ứng việc quan hệ tân trụ, hôm nay Thái Nhất Đạo Môn nhất định phải cho một cái công đạo. Lúc này, một vị đạo quân xuất lĩnh một đám chân vương đường xa mà đến, nói, hứa ứng dùng huyền hoàng đạo giới kinh làm mồi nhử, hiến tế hơn 10 vị bất hủ, chân vương cùng đạo quân, khôi phục sát phạt chi đạo, Việc này cũng phải cho một cái công đạo. Cửu Tăng Định Thần nhìn lại, lại là thần ma đại đạo quân môn hạ nhiếp huyền đạo quân, không khỏi trong lòng máy động, việc này, ta chỉ sợ khó mà bãi bình. Lại có một vị đạo quân xuất lĩnh mấy vị chân vương đi tới, cất cao giọng nói, tân trụ hơn một vạn vị người khai hoang, chỉ có hứa ứng còn sống, ta rất hoài nghi hắn giết những này người khai hoang. Cửu Tăng trong lòng máy động, người tới chính là sinh tử đại đạo quân môn hạ vinh khô đạo quân. Lúc này âm dương đạo quân môn dưới tả khâu đạo quân cũng từ chạy đến nói hôm nay coi như thái nhất đại đạo quân xuất quan cũng chỉ cần giao ra hứa ứng cửu tăng đạo quân một trái tim càng ngày càng nặng thầm nghĩ nhiếp huyền vinh khô tả khâu ba người bọn họ đến mang ý nghĩa thần ma sinh tử cùng âm dương tam đại đạo quân liền tại phụ cận thái nhất đạo môn ngăn không được tuyệt đối ngăn không được hắn là thái nhất môn hạ thực lực tu vi mạnh nhất hữu tâm bảo vệ hứa ứng nhưng lại tới đây đòi hỏi thuyết pháp người thực sự quá nhiều lấy hắn cùng những sư huynh đệ khác thực lực, căn bản ngăn cản không nổi. Sư Tôn còn chưa xuất quan, nếu là bị những này vô pháp vô thiên chi đồ giết vào thái nhất đạo môn, như vậy sư Tôn mặt mũi liền mất hết. Cửu Tăng đạo quân hướng Ngọc Quyền Chân Vương ném cái ánh mắt. Ngọc Quyền Chân Vương hiểu ý, lập tức tới gặp Hứa Ứng, nói Cửu Tăng sư huynh lo lắng chúng ta ngăn không được, để cho ta tới đưa sư đệ rời đi bỉ ngạn, trước tránh một hồi, đợi đến sư Tôn xuất quan trở lại. Hứa Ứng trong lòng cảm động, nói, bởi vì ta sự tình, làm sao đến mức để chư vị sư huynh vì ta liều mạng. Ta đi cùng bọn hắn nói rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Ngọc Quyền Trân Vương lắc đầu nói, người ra ngoài cũng vô dụng, có ít người muốn người đi ra, không phải muốn người nói rõ nguyên nhân, mà là muốn người giao ra tân trụ phương vị, giao ra đạo chủ cấp công pháp. Còn có chút người, là muốn người giao ra tính mệnh. Hứa ứng cười nói, những này chân vương, đạo quân, cũng đều là phân rõ phải trái người, ta nói rõ đạo lý, bọn hắn tự nhiên sẽ lui. Ngọc Quyền nghe vậy, trần chờ một chút, hứa ứng đi ra ngoài, Ngọc Quyền vội vàng đuổi theo hắn, cửu tăng nhìn thấy hứa ứng tới, trong lòng giật mình, vội vàng nói, Ngọc Quyền, ta không phải để cho người đem hắn đưa tiện A. Ngọc Quyền bất đắc dĩ nói, sư đệ nhất định tới, trước mặt mọi người nói rõ tân trụ kinh lịch. Cửu tăng giận dữ, những người này ở đâu là đến đòi chân tướng. Bọn hắn là đến quét ta thái nhất đạo môn uy phong, là đến hưng sư vấn tội. Sư đệ, ta để Ngọc Quyền đưa ngươi rời đi, ngươi từ động uyên tiến về vũ trụ khác tránh đầu gió. Hứa ứng cười nói, ta nếu là rời đi, chẳng phải là để cho các ngươi vì ta liều mạng. Sư huynh, nếu là có thể lắng lại một trận phân tranh, làm sao lại không làm. Cửu tăng cả giận nói, ngươi quá thiện lương, không biết tâm tư của bọn hắn. Bọn hắn ăn tươi nuốt sống, hứa ứng đi ra phía trước, cười nói, sư huynh để cho ta thử một lần, nếu là không thành, ta cùng đạo môn cùng tồn vong, Cửu tăng đạo quân bất đắc dĩ, để hắn đi vào xá an cung bên ngoài, đối mặt những cái kia hưng sư vấn tội chân vương cùng đạo quân. Xá an cung bên ngoài, từng tôn chân vương, đạo quân hoặc là đứng tại hư không, hoặc là ngồi tại đám mây, hoặc là tế lên tiên điện, bồ đoàn, lô bằng, hoặc là ngồi tại trên xe kéo, khí thức cường đại muôn hình vạn trạng, hứa ứng ánh mắt đảo qua đi lúc, từng đôi mắt cũng rơi vào trên người hắn. Hứa ứng, hỗn nguyên đạo quân kích động vạn phần, liền muốn tiến lên bắt hứa ứng, đã thấy bốn phía mặt khác chân vương đạo quân không có một cái nào động đậy, vội vàng dừng bước lại. Hứa ứng, người chuyện xảy ra, nhiếp huyền đạo quân ho khan một cái, nói, người tàn sát hơn vạn tên người khai hoang, tu luyện sát phạt chi đạo, độc chiếm tân trụ, bây giờ đã bại lộ. Người có lời gì có thể nói, thiên đại hiểu lầm, hứa ứng mặt mũi tràn đầy chân thành, cao giọng nói, chư vị, đó là cái thiên đại hiểu lầm. Năm đó chúng ta tiến về tân trụ, lên đường bình an vô sự, Đợi đi vào tân trụ sau mới phát hiện, cái kia tân trụ vô cùng kinh khủng, đạo pháp thần thông còn tại ta bị ngạn phía trên. Bọn hắn đạo văn cơ cấu, so với chúng ta lý văn cơ cấu còn muốn lợi hại hơn, chúng ta nhất thời không quan sát, bị đối phương đạo văn cơ cấu xâm lấn, tất cả người khai hoang hóa thành đạo hôi. Ta may mắn mới thoát ra một mạng, nói bậy nói bạ, đạo thắng tử tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, những người khác hóa thành đạo hôi, duy chỉ có người may mắn còn sống sót chết không đối chứng, lấy cớ này không khỏi quá trò đùa. Hứa ứng nói, bích du cung trưởng Tôn Thánh Hải cũng còn sống sót, có thể làm ta làm chứng. Một vị bất hủ nói, hai người các ngươi đều là xuất từ thái nhất môn hạ, có thể thông đồng. Đám người nhao nhao xưng là, hứa ứng hoàn toàn bất đắc dĩ, lớn tiếng nói ta lại lần nữa trụ mang về một cái tân trụ đạo văn, chư vị nếu không tin, xem xét liền biết. Ta cũng không tin, tả khâu đạo quân âm dương quái khí mà nói, ngươi nếu là quả thật mang về một cái đạo văn vậy liền lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút phải chăng có thể giết chết chúng ta nếu là không bỏ ra nổi đến ngươi chính là nói láo hứa ứng thở dài hướng cửu tăng nói sư huynh ngươi để chư vị sư huynh mang theo sư đệ sư muội thối lui trở lại sư tôn bế quan giao quang điện ta sợ bọn hắn không chịu nổi còn có cửu sư huynh ngọc sư huynh các ngươi cũng đừng quay đầu nhìn cửu tăng nghe vậy trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ hắn thật sự có loại đạo văn này hắn không dám thất lễ, vội vàng cùng Ngọc Quyền, Tông Nghĩa bọn người ước thúc thái nhất môn nhân, hướng giao quang điện tiến đến. Vì sao còn không lấy ra tân trụ đạo văn, hẳn là không có, vinh khô đạo quân quát, hứa ứng, người nói láo thành tính, hôm nay liền đưa người bắt. Cửu tăng nghe đến đó, liền muốn quay đầu đi nghĩ cách cứu viện hứa ứng, đúng lúc này, không chung đột nhiên có đạo tuyết bay lả tả, bay xuống xuống tới. Cửu tăng thấy thế, không khỏi tê cả ra đầu, vội vàng cao giọng nói, tất cả mọi người mặt hướng giao quang điện, không được quay đầu. chương 1368, Thái Nhất Môn Phong. Tiếng nói của hắn vừa dứt xã An Cung bên ngoài liền truyền đến bất hủ cảnh tồn tại hoảng sợ tiếng kêu, phảng phất tao ngộ lớn lao khủng bố. Tiếp lấy lộn xộn không chịu nổi thanh âm truyền đến, có là thần thông lúc bộc phát đạo âm, có là kinh hoàng kêu to, có là tế lên pháp bảo bảo vệ quanh thân, pháp bảo bắn ra tiếng vang, còn có chính là phá không mà đi dị hưởng còn có người la hét ẩm ý lấy để hứa ứng lập tức diệt đi cái kia kỳ dị đạo văn bọn hắn còn nghe được cắt gia nhân thể thanh âm hẳn là bất hủ cảnh tồn tại trước tiên đào ra ánh mắt của mình hoặc là cắt mất trên thân xuất hiện đạo hôi bộ vị các loại thanh âm trồng sen một đoàn rất là khủng bố cửu tăng bọn người không thể quay đầu không nhìn thấy tình hình kia trong lòng càng thấy khủng bố muốn quay đầu nhìn lại đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám quay đầu e sợ cho chính mình cũng mất mạng chỉ gặp tung bay đạo tuyết càng lớn, màu xám tuyết lớn tung bay đung đưa, từ trên trời giáng xuống, hình ảnh này kỳ thật rất nhiều người đều gặp qua, khi cao đẳng đại đạo cơ cấu xâm lấn cấp thấp đại đạo cơ cấu lúc, liền sẽ xuất hiện loại tràng diện này. Chỉ là phần lớn thời gian, bị ngạn đều là ở vào cao đẳng địa vị. Vậy mà lúc này trái lại, tân trụ đạo văn dễ như trở bàn tay thay thế bị ngạn lý văn, cho dù là bất hủ cảnh loại tồn tại này đối mặt với loại này đạo văn kết cấu, cũng khó có thể tới đối kháng, tự thân đại đạo không ngừng tan rã mất khống chế bọn hắn hộ thể thần thông đang nhanh chóng tan rã hóa thành đạo hôi pháp bảo lạc ấn cũng đang nhanh chóng bốc hơi không còn tồn tại bọn hắn nguyên thần động uyên bằng tốc độ kinh người sụp đổ tan rã hứa ứng nhìn xem một màn này nghĩ đến chính mình mới vào linh giới tình hình cũng là như thế hoảng sợ bất lực như vậy có đạo quân xa xa thôi động thần thông ý đồ đem hắn kẻ cầm đầu này giết chết nhưng thần thông tại trên nửa đường liền sẽ hóa thành phô thiên cái địa đạo hôi tản mát chỗ nào đều là Hứa ứng lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, những này bất hủ tu vi cao có thấp có, tu chỉ đại đạo cũng có mạnh có yếu. Trong đó liền có mấy người biểu hiện, khiến cho trước mắt hắn sáng lên. Luân hồi đại đạo, đem môn đại đạo này tu chỉ đến bất hủ cảnh, thật sự là khó được. Ánh mắt của hắn rơi trên người đạo thắng đạo quân, chỉ thấy người này vậy mà đạo pháp tự thân luân chuyển không ngớt, dùng cái này đến đối kháng linh hóa, tu vi hao tổn không có người khác nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, còn có tu trì hỗn độn đại đạo hỗn nguyên đạo quân, linh hóa tốc độ cũng rất chậm. Còn một người khác hẳn là giỏi về luyện chế pháp bảo, các loại hộ thể pháp bảo tùy ý tế lên, dùng cái này đến kéo dài chính mình linh hóa tốc độ. Có khác mấy người riêng phần mình thi triển thần thông, đều có chỗ bất phàm chỗ, có thể chống cự linh hóa tốc độ. Nhất là tu vi hùng hồn đạo quân, đối với linh văn chống cự càng mạnh, linh hóa tốc độ càng chậm. Làm càn, dám ở đạo kỳ thiên đả thương người, hứa ứng người tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên, thần ma, sinh tử cùng âm dương ba vị đại đạo quân cùng nhau mà đến, khi tức chấn áp thiên địa, dù là linh văn cũng bị chấn áp, từng đạo linh văn nhau nhau phá diệt, không còn tồn tại. Những bất hủ kia trên thân ngay tại hư thối bộ vị, linh văn cũng từ nhau nhau nổ tung, không cách nào cải biến càng nhiều lý văn kết cấu. Hứa ứng thấy thế, giật mình trong lòng, đại đạo quân thực sự quá mạnh mẽ, đã đến siêu việt đại đạo kết cấu biên giới, tiến thêm một bước, chính là đại đạo vô cấu đạo chủ. Ba vị đại đạo quân giáng lâm, trong khoảnh khắc liền sẽ tại nơi trốn có bất hủ trên người linh văn loại trừ sạch sẽ, thủ đoạn độ cao, khiến cho người nhìn mà than thở. Hứa ứng trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên biết ba vị này đại đạo quân ý đổ đến. Năm đó vì tranh đoạt huyền hoàng đạo giới kinh, tam đại đạo quân ở trong tinh không chặn đánh thái nhất, kết quả ba người đều bị thái nhất trọng thương, không những mặt mũi mất hết mà lại thương thế khó mà khỏi hẳn. Nhưng đi qua hơn 100 năm ba vị này đại đạo quân tất nhiên là thương thế khỏi hẳn, lại thực lực tu vi nâng cao một bước, nghe nói Thái Nhất Đại Đạo Quân còn đang bế quan, thế là vào lúc này nổi lên. Hiển nhiên, Thái Nhất bế quan lâu như vậy, nhất định là khó mà đột phá, chứng đạo đạo chủ, lúc này nổi lên, Thái Nhất nếu như không xuất quan, vậy liền cướp đi hứa ứng, đạt được huyền hoàng đạo giới kinh. Nếu như xuất quan, vậy liền để Thái Nhất phí công nhọc sức, không cách nào chứng đạo đạo chủ. Vẹn toàn đôi bên, hứa ứng, người thả ra tân trụ đạo văn, dụng ý khó dò, ý đồ sát hại nơi này tất cả bất hủ sinh tử đại đạo quân không nói lời gì liền hướng hứa ứng chộp tới điềm nhiên nói lòng lang dạ thú dung ngươi không được theo ta tiến về quỳnh hoa đảo thụ thẩm hắn một tay nhô ra vô luận có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh đều là ở tại trong khống chế muốn sống liền sống muốn chết liền chết một trào này hứa ứng chỉ cảm thấy lâm vào thời khắc sinh tử cũng trốn không thoát hắn hữu tâm tế lên hồng nguyên lại phát hiện nhục thân của mình đã tử vong nguyên thần ngay tại tàn lụi từng tòa động nguyên phảng phất cách mình đi xa, chính mình lại giống như là dần dần lâm vào hắc ám đồng dạng. Sinh tử đại đạo quân vừa ra tay, liền để hắn nhìn thấy ở trên cảnh giới tranh lệch, đúng là to lớn như thế. Giao quang điện trước, cửu tăng nghe được ba vị đại đạo quân thanh âm, liền biết không ổn, vội vàng xoay người hướng ngoài cung chạy tới, cao giọng quát đại đạo quân hạ thủ lưu tình. Hắn vừa mới nói đến chữ tình, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến môn hộ mở ra thanh âm, cửu tăng trong lòng giật mình, liền gặp một bóng người cao to từ phía sau mà đến, vượt qua chính mình hướng ngoài cung mà đi, tốc độ nhanh chóng, để hắn cũng chỉ nhìn thấy một hình bóng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sao quang điện môn hộ đã mở, hiển nhiên vừa rồi từ bên cạnh hắn xẹt qua chính là Thái Nhất Đại Đạo Quân. Sư Tôn, hắn không khỏi kinh ngạc nói, lúc này Thái Nhất Đại Đạo Quân chính vào bế quan khẩn yếu quan đầu, không nghĩ tới lại sẽ ở lúc này đột nhiên xuất quan. Sinh tử Đại Đạo Quân sắp bắt lấy hứa ứng sát na, một bàn tay đột nhiên từ một bên mà đến, nhẹ nhàng cùng hắn bàn tay tương giao, sinh tử đại đạo quân sắc mặt kịch biến, lập tức cảm giác được chính mình sinh tử đạo lực bị nghiền ép trở về. Hắn nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, lập tức rút tay, thôi động sinh tử đồng quy. Loại này chỉ lực nhưng thật ra là điều động sinh tử đại đạo chi lực, đem đối phương đại đạo đạo lực trở nên âm u đầy tử khí, làm cho đối phương nhục thân nguyên thần thiên nhân ngũ suy, lâm vào già nua tử vong trạng thái. Nhưng mà nghinh tiếp hắn là thái nhất đại đạo quân Phật đến ống tay áo, sinh tử đại đạo quân chợt cảm thấy trước mắt thời không sụp đổ, vạn vật không còn, chính mình sinh tử đại đạo cũng không có dựa vào chỗ, thân hình không ngừng hướng trong hắc ám rơi xuống. Thái nhất so trước đó mạnh hơn, chẳng lẽ hắn đã chứng được đạo chủ? Trong lòng của hắn sợ hãi chỉ cảm thấy chính mình cái này kinh thế một chiêu lại không dùng võ chỗ, căn bản là không có cách rơi vào thái nhất trên thân. Sau một khắc, hắn thế thì thái nhất một kích, bị đánh phải trọng thương ho ra máu, ngã xuống bay đi nhưng lại yên lòng hắn còn không có chứng đạo đạo chủ hắn nếu như chứng được đạo chủ một kích này ta cũng đã chết sinh tử đại đạo quân bay ra trong nháy mắt thần ma đại đạo quân âm dương đại đạo quân cùng nhau hướng thái nhất công tới hai người thần ma đại đạo cùng âm dương đại đạo đã trải qua năm đó ma luyện nâng cao một bước nhưng mà hai người còn chưa công thái nhất đại đạo quân công kích cũng đã phát sau mà đến trước hai người thần thông trong nháy mắt bị phá vội vàng riêng phần mình vận dụng không muốn mạng đấu pháp liều mình đánh tới đằng trước, liều mạng thủ thái nhất một kích, cũng muốn riêng phần mình hoàn lại thái nhất một chiêu hung ác. Loại đấu pháp này đúng là vô lại, lẽ ra không nên xuất hiện tại bọn hắn bực này đại nhân vật trên thân, nhưng mà hai người cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu là không làm như vậy, bọn hắn ngay cả thái nhất một kích đều không thể đón lấy, liền sẽ riêng phần mình bị thương nặng, không khỏi cũng quá mất thể diện một chút. Oanh, oanh, hai tiếng một ngạt kinh người tiếng vang truyền đến, Thần Ma Đại Đạo Quân cùng Âm Dương Đại Đạo Quân riêng phần mình miệng phun máu tươi, hai người công hướng Thái Nhất Thần Thông lại cô phụ hai người kỳ vọng, còn chưa tiếp cận, liền bị Thái Nhất phá vỡ, không thể làm bị thương hắn mảy may. Sinh tử Đại Đạo Quân ngay tại hướng về sau rơi xuống, còn chưa ổn định thân hình, liền gặp Thần Ma cùng Âm Dương hai vị đại đạo quân cũng từ hướng bên này bay ngược mà đến, trong lòng không khỏi giật mình. Chương 1369, hắn phát giác được hơn trăm năm này đi qua, bọn hắn cùng Thái Nhất tranh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại bị kéo đến càng lúc càng lớn. Thái Nhất tu vi cùng đạo hạnh, đã đến gần vô hạn đạo chủ. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, liền lùi lại mấy chục bước, ổn định thân hình, trong lòng yên lặng nói, hắn so năm đó hạo dập đại đạo quân tiến thêm một bước. Năm đó hạo dập liền khoảng cách đại đạo chủ cảnh gần vô cùng, hắn đã siêu việt năm đó hạo dập, cùng bị tập kích trước thông thiên không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt ghen ghét chi tình, thái nhất đại đạo so sinh tử đại đạo càng cao cấp hơn, thái nhất còn có thể tại lúc trước hắn đến gần vô hạn đạo chủ, nói rõ giữa hai người tranh lệch, không chỉ có là tu vi tranh lệch. Đồng dạng cũng là thiên tư ngộ tính bên trên tranh lệch. Ta tài nghệ không bằng người, ngay cả ta đệ tử cũng không bằng đệ tử của hắn. Sinh tử đại đạo quân vừa mới nghĩ đến nơi đây, thần ma, âm dương hai người cũng riêng phần mình ổn định thân hình, âm dương đại đạo quân xóa đi máu trên khóe miệng, quát hai vị, liên thủ. Ba vị đại đạo quân liên thủ, đối phó thái nhất có thể nói là trước đó chưa từng có nhưng là hiện tại không dung bọn hắn không liên thủ nếu không chuyến này không chiếm được chỗ tốt gì thái nhất đại đạo quân đứng tại hứa ứng trước người phía sau cửu tăng ngọc quyền tông nghĩa xuất lĩnh một đám bất hủ vọt ra tông nghĩa quát người trong thiên hạ đều biết đạo kỳ thiên tứ đại đạo quân nổi danh là bốn vị trí cao bất hủ hôm nay không nghĩ tới ba vị đại đạo quân vây công cũng không phải sư tôn ta đối thủ bây giờ còn muốn liên thủ thật không biết xấu hổ Sinh tử đại đạo quân đưa tay, ngừng dự định xông đi lên thần ma cùng âm dương hai vị đại đạo quân, trầm giọng nói: "Thái nhất đạo huynh đạt được Huyền Hoàng đạo giới kinh, khổ tu hơn trăm năm, quả nhiên thực lực tu vi tiến nhanh. Chỉ tiếc người từ đầu đến cuối còn kém một đường, không cách nào chứng được đạo chủ." Thái nhất đại đạo quân thản nhiên nói: "Nếu không có ba vị cố ý quấy rối, không thể nói trước ta đã chứng được đạo chủ vị trí." Sinh tử đại đạo quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta lần này đến cũng không phải là quấy rối." mà là là riêng phần mình đệ tử mà đến, là bị ngạn công bằng chính nghĩa mà tới. Hôm nay vô luận như thế nào, đạo huynh đều cần giao ra hứa ứng. Thần ma đại đạo quân nói, tân trụ khai hoang, chỉ có người hai cái đệ tử còn sống sót, hứa ứng lại mượn tân trụ đạo văn, kém chút hại chết nhiều như vậy đạo quân, chân vương. Hứa ứng này, người không gánh nổi. Âm dương đại đạo quân cười nói, thái nhất, học trò của ngươi phản tặc không khỏi cũng quá là nhiều, hạo dập là tam giới phản tặc, chắc đạo thuần là thiên cảnh phản tặc, trưởng tôn thánh hải đầu phục thông thiên, mà bây giờ lại thêm ra một cái hứa ứng. Lập trường của ngươi, rất để cho người ta hoài nghi. Ngươi sẽ không phải cũng là phản tạc A. À. Thái nhất hỉ nộ không lộ, ánh mắt từ sinh tử, âm dương, thần ma, đạo thắng tử đám người trên mặt đảo qua, nói các vị đạo hiếu, hứa ứng là đệ tử ta, hắn một ngày chưa từng phản bội ta thái nhất đạo môn, một ngày chính là đệ tử của ta. Ai cũng không động được hắn, sinh tử đại đạo quân sắc mặt trầm xuống, tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ. Mặt khác đại đạo quân, đạo quân cùng chân vương thấy thế, cũng riêng phần mình tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí. Thái nhất sau lưng, cửu tăng, ngọc quyền, tông nghĩa mấy người cũng riêng phần mình tiến lên trước một bước, cửu tăng chợt quát lên, xá an cung, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Thái nhất đệ tử nghe lệnh, ai dám bước vào xá an cung nửa bước, cho ta giết chết bất luận tội. Phía sau bọn họ, đông đảo thái nhất môn nhân ẩm vang đồng ý, tiếng như lôi động. Một màn này, để hứa ứng cũng không nhịn được có chút thất thần. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao hạo thiên đế tại bỉ ngạn du học lúc, sẽ bái tại thái nhất đại đạo quân môn hạ. Không phải là bởi vì hắn tu luyện thái nhất khai ngộ, cũng không phải bởi vì thái nhất môn hạ tương đối rộng rãi, mà là bởi vì thái nhất đại đạo quân hoàn toàn chính xác có nó đặc biệt mị lực. Môn hạ hắn những đệ tử này, một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Môn nhân gặp nạn, tuyệt đối là tất cả kinh lực hướng một chỗ làm, sẽ không chơi ngáng chân, sẽ không chim thú tán. Mà Thái Nhất Đại Đạo Quân năm đó đối với Hạo Thiên Đế, nghĩ đến cũng là như vậy. Hắn là hại chết Hạo Thiên Đế người, đồng thời cũng là tạo nên Hạo Thiên Đế người. Mắt thấy Song Phương sắp triển khai một trận chém giết, đột nhiên có vân khí từ đạo kỳ thiên bầu trời mà đến, một cái thánh tộc nữ tử khống chế vân khí từ trên trời giáng xuống, đi vào đám người đỉnh đầu, giòn tan nói: tư Đại Đạo Quân, Quỳnh Hoa Đạo Chí Nhân Điện có lệnh, hiện có Thái Nhất môn nhân hứa ứng, làm nhiều việc ác, mưu hại vô thần, hồng tỷ, khánh tái." bàn diễm, cố đạo thiền các loại 62 vị bất hủ, huyết tinh hiến tế, tội đáng chết vạn lần. Lại dính líu mưu hại tân trụ người khai hoang 10,547 người. Nay tại xã An Cung, lại ý đồ mưu hại bất hủ hơn trăm người. Tư sự trọng đại lấy tứ đại đạo quân, bắt hứa ứng quy án, áp hướng quỳnh hoa đảo thụ thẩm Khâm thử, thái nhất đại đạo quân nghe được lông mày cao chặt, quay đầu nhìn về phía hứa ứng, thấp giọng nói, đều là ngươi làm. Hứa ứng còn chưa tới kịp trả lời, lúc này, lại có một đạo vân khí từ trên trời giáng xuống người đến lại là đã từng thái nhất đạo môn đại sư huynh trưởng tôn thánh hải cất cao giọng nói tư đại đạo quân bích du cung có lệnh thái nhất môn nhân hứa ứng chí dũng song toàn ủng lập đạo chủ có công xin mời hứa ứng tiến về bích du cung làm khách đám người nghe vậy riêng phần mình nhíu mày quỳnh hoa đảo hoa đạo chủ ý chỉ vừa tới bích du cung thông thiên đạo chủ ý chỉ liền đến hai vị đại đạo chúa tể một cái muốn áp hứa ứng thụ thẩm một cái muốn bảo đảm hứa ứng hiển nhiên chuyện này đã biến thành hai đại đạo chủ chi tranh kẹp ở hai đại đạo chủ ở giữa bọn hắn vô luận đứng ở đâu một bên đều cực kỳ hung hiểm cái kia từ quỳnh hoa đảo tới nữ tử tên là lê tiêu giống như cười mà không phải cười nói thánh hải sư đệ lão gia nhà ta muốn cầm hứa ứng thông thiên đạo chủ lại muốn bảo đảm hứa ứng chẳng lẽ là muốn cùng ta quỳnh hoa đảo đối nghịch trường tôn thánh hải không kiêu ngạo không tự ti nói hứa sư thúc tại lão gia nhà ta có ân hoa đạo chủ lại muốn áp hắn thụ thẩm hẳn là cố ý cùng ta bích du cung đối nghịch. Hai người liếc nhau, đang đằng sát khí, thái nhất đại đạo quân khẽ nhíu mày, hướng hai người xin lỗi, trở về xá an cung. Sinh tử đại đạo quân bọn người thấy thế, không có ngăn cản, vẫn như cố thủ ở ngoài xá an cung. Thái nhất đại đạo quân gọi hứa ứng, nói, năm đó ta tại bất hủ cảnh vô địch khắp thiên hạ, thẳng đến về sau, ta thua ở thông thiên đạo nhân dưới kiếm. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, nói, sư tôn, ta thật không có giết những người kia. Thái nhất đưa tay, tiếp tục nói ta thua ở thông thiên đạo nhân dưới kiếm về sau, rút kinh nghiệm xương máu, tìm hiểu ra thủy huyền nguyên tam khí, từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thông thiên sau khi chết, ta liền chưa gặp được địch thủ. Thẳng đến đệ tử của ta hạo dập khiêu chiến bỉ ngạn quần hùng, cuối cùng chọn đến trên đầu của ta. Hứa ứng thử dò xét nói, sau đó thì sao? Kinh lịch trận chiến kia, ta ngược lại cố gắng tiến lên một bước, thực lực tu vi viễn siêu mặt khác ba vị đại đạo quân. Thái nhất đạo ta cần phải có một người có thể so với bọn hắn, giúp ta tiến thêm một bước. Chỉ là, hắn thở dài, người đâm cái so thực sự quá lớn, ta che không được. Người hay là đi thôi, hắn dừng một chút, nói ta không phải đưa người trục suốt đạo môn, mà là đưa người đưa đến vũ trụ khác, người trước tránh đầu gió. chương 1370, Lưu Vong Đại Thiện Nhân Hứa ứng một mặt chờ mong, tránh xong đầu ngọn gió đằng sau, đệ tử còn có thể trở về hiếu kính sư tôn A. Thái nhất đại đạo quân trong lòng tính toán trong miệng hắn hiếu kính đến cùng là hiếu kính hay là giải vò, suy nghĩ một lát, nói, miễn là còn sống, liền có thể trở về. Hứa ứng thở phào một cái, thái nhất đại đạo quân lập tức lấy tay an bài hứa ứng rời đi một chuyện, từ trong động huyên rời đi, mặc dù không cần xuyên qua hỗn độn hải, nhưng lại phải xuyên qua giữa hai vũ trụ chất keo vật chất. Loại này chất keo vật chất, cùng loại ngưng kết thời không, nhìn như cũng không nguy hiểm, nhưng kỳ thực hung hiểm không gì sánh được, thực lực tu vi càng mạnh càng là dễ dàng bị giam cầm. Trong tam giới địa tiên giới cùng thiên tiên giới ở giữa chất keo vật chất, kỳ thật chỉ là một lớp mỏng manh, mà giữa hai vũ trụ chất keo vật chất mới là nặng nề không gì sánh được. Hứa ứng thực lực tu vi đã cực kỳ cao minh, dù chưa đột phá đến bất hủ cảnh, nhưng nhiều loại đại đạo đã tu luyện tới bất hủ cảnh. Hắn muốn xuyên qua chất keo vật chất, cơ hồ không có khả năng, tuyệt đối sẽ bị cố định tại chất keo bên trong, không cách nào động đậy, thẳng đến kiếp vận đột kích, thân tử đạo tiêu nhưng là xuyên qua chất keo vật chất cũng có một đầu đường tắt đó chính là mục tiêu vũ trụ tiến hành hiến tế thông qua hiến tế lực lượng giáng lâm năm đó ẩn nguyên tử giáng lâm thiên tiên giới chính là thông qua long tộc tộc lão đám người hiến tế để cho mình đại đạo hóa thân giáng lâm hứa ứng muốn giáng lâm đến một vũ trụ khác thái nhất chỉ cần trước hết để cho trong vũ trụ kia chính mình mạch này truyền nhân chuẩn bị đại lượng tế phẩm tế phẩm số lượng nhiều cần thái nhất môn nhân chuẩn bị một đoạn thời gian bây giờ sự tình đã huyên náo túi bụi liên lụy đến đạo chủ chi tranh như vậy thái nhất chỉ có hai con đường hoặc là đem hứa ứng giao ra hoặc là đem hứa ứng đưa tiến xá an cung bên ngoài thần ma sinh tử âm dương ba vị đại đạo quân cùng đạo thắng tử ngự huyền thông hỗn nguyên đạo quân bọn người nhìn về phía xá an cung sinh tử đại đạo quân nói đưa tiến hứa ứng chính mình liền một thân nhẹ nhóm đem chính mình bước ra đi ra hoa đạo chủ cũng không trở thành bởi vì chút việc nhỏ này mà vì khó thái nhất Âm dương đại đạo quân nói, thái nhất năm đó bị thông thiên thọc một kiếm, bọn hắn thế mà còn có thể liên thủ, thật sự là dị số. Thần ma đại đạo quân nói, thông thiên đệ tử trưởng tôn Thánh Hải, còn không phải đưa đến thái nhất môn hạ, để thái nhất thay hắn dạy bảo. Bây giờ thông thiên thành đạo chủ, lúc này mới đem đệ tử thu hồi đi. Bởi vậy thái nhất xem như nửa cái thông thiên người. Đạo thắng tử nói, ba vị đạo huynh, thái nhất sẽ đem hứa ứng đưa đến vũ trụ nào. Ba vị đại đạo quân liếc nhau, sinh tử lắc đầu nói, thái nhất tâm tư rất khó đoán, nhưng chúng ta không cần suy đoán hắn tâm tư. Đem người đưa đến vũ trụ khác, cần sớm chuẩn bị lượng thật là lớn tế phẩm, chỉ cần vận dụng những tế phẩm này, liền sẽ bị chúng ta tại trong từng cái vũ trụ truyền nhân phát giác. Biết được hứa ứng đi chỗ nào, cũng không khó. Đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình truyền lệnh xuống, để hạ hạt từng cái vũ trụ truyền nhân nghiêm mật lo lắng thái nhất môn nhân dị động. Qua mấy ngày, liền có tin tức truyền đến, bẩm sư tôn, xích diên trụ, thái nhất môn nhân chuẩn bị đại lượng tế phẩm. Bẩm sư tôn, già nam trụ, thái nhất môn nhân chuẩn bị đại lượng tế phẩm. Bẩm sư tôn, triều trương trụ, thái nhất môn nhân chuẩn bị đại lượng tế phẩm. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có đế phẩm, bách lương, hiếu võ mấy chục cái vũ trụ thái nhất môn nhân có dị động, bốn chỗ siêu tập mua sắm tế phẩm, lại hái cao thủ đạo huyết, làm tế tự kiếp nổ. Trong lúc nhất thời, ba vị đại đạo quân cùng đạo thắng tử, ngự huyền thông bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết Thái nhất định đem hứa ứng đưa đến vũ trụ nào. Hứa ứng chính là tam giới phản tặc, phản cốt tranh tranh, sáng tỏ lóa mắt. Thái nhất lại như thế hao tâm tổn chi phí sức bảo đảm hắn, ta nhìn 600. Không 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 năm trước chết không phải hạo dập, mà là Thái nhất. Âm dương đại đạo quân tức giận đến chửi ầm lên, quát, thật Thái nhất, 600. Không 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 năm trước liền bị hạo dập đoạt xá, đám người nghe vậy, đều cảm thấy rất có đạo lý. Mà trên bầu trời xá an cung, quỳnh hoa đảo lê tiêu cùng trưởng tôn thánh hải rằng có mấy ngày lê tiêu giống như cười mà không phải cười nói thánh hải sư đệ nhà ngươi lão gia cùng nhà ta lão gia đều muốn mang đi hứa ứng nhưng việc này không liên quan gì đến chúng ta chúng ta không thương tổn hòa khí trưởng tôn thánh hải cười nói sư tỷ nói đúng lắm ở chỗ này rằng có cũng không phải biện pháp không bằng riêng phần mình trở về giao nộp sư tỷ nghĩ sao lê tiêu cười nói ta đang có ý này lời tuy như vậy hai người lại ai cũng bất động bởi vì chỉ cần một phương đi, một phương khác liền sẽ lập tức mang đi hứa ứng. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hứa ứng cũng phát giác được thái nhất đại đạo quân thủ bút, không khỏi động dung, tới gặp cửu tăng, dò hỏi, sư tôn luôn luôn đối với đệ tử tốt như vậy sao? Cửu tăng nói, sư tôn năm đó đối với hạo dập cũng là như vậy, quan tâm đầy đủ, truyền thụ cho hắn chân truyền, hướng mặt khác chân vương, đạo quân dẫn tiến hạo dập. Nếu không có hạo dập muốn ngư phản bị ngạn, sư tôn liền xem như bị hắn đánh bại, cũng vẫn là sẽ đợi hắn như lúc ban đầu. Hứa Ứng trầm mặc chốc lát nói, thái nhất có đại độ lượng. Cửu Tăng nói, Hạo Dập cũng là như vậy, Hạo Dập năm đó tu vi có thành tựu, liền thay sư truyền đạo, hắn là chúng ta những đệ tử này nửa cái sư phụ. Chỉ là, tim của hắn không có khả năng thuộc về bỉ ngạn, muốn trở về. Hứa sư đệ, tương lai người sẽ trở thành một cái khác Hạo Dập a. Hứa Ứng cười nói, ta cùng Hạo Dập khác biệt, Cửu Tăng liếc hắn một cái nói, sư tôn nhìn chúng những cái kia người có tài hoa, vì sao phần lớn là phản tặc. Suốt cục, Thái Nhất Đại Đạo Quân chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới truyền lệnh xuống, để 45 cái vũ trụ Thái Nhất môn nhân hiến tế, mở ra một đầu thẳng tới bỉ ngạn thông đạo. Đợi cho cái này 45 cái lối đi mở ra, nhưng gặp Thái Nhất Đại Đạo Quân sau lưng trong hắc ám, có 45 cái động nguyên dần dần sáng lên, động nguyên một chỗ khác sơn thủy như vẽ, riêng phần mình kết nối với một cái vũ trụ. Hứa ứng bái nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Thái nhất đại đạo quân nói, ngươi là đệ tử của ta, nếu là không có khả năng hộ ngươi chu toàn, như thế nào phục chúng. Bất quá, dạng này vẫn như cũng không có khả năng hộ ngươi chu toàn hay là sẽ bị người tìm được tung tích của ngươi. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Hứa ứng xưng là, thái nhất đại đạo quân khiến người khác rời đi, mặc cho hứa ứng chọn lựa một cái động uyên, kể từ đó, hứa ứng tiến vào cái nào động uyên liền không người biết được. Hứa ứng thân hình đằng không mà lên, chui vào bên trong một cái động nguyên bên trong, động nguyên kia xoay tròn, trở nên càng ngày càng thâm thúy, như là một cái kết nối dị độ thời không thông đạo. Trong hỗn độn hải, khác biệt vũ trụ cách xa nhau rất xa, trong hỗn độn hải không có thời không có thể kết nối khác biệt vũ trụ, nhưng là động nguyên xuất hiện, phá vỡ điểm này. Khi một cái vũ trụ tu sĩ triệu hoán động nguyên, từ một vũ trụ khác đem động nguyên triệu hoán đến lúc, thông đạo cũng đã thành lập động nguyên người sáng tạo cùng người triệu hoán ở giữa hình thành một loại nào đó kỳ lạ siêu cách cùng siêu hỗn độn liên hệ loại thông đạo này không cần thông qua hỗn độn hải là một loại vượt qua hỗn độn thông đạo bởi vậy tại xuyên qua loại thông đạo này thời điểm cũng sẽ gặp phải hỗn độn thời không ngăn chặn loại này ngăn chặn chính là chất keo vật chất hứa ứng lúc này ngay tại xuyên qua những này chất keo vật chất đến từ một vũ trụ khác hiến tế giống như là một loại linh khí năng lượng bên trên đổi thành hiến tế ra bao nhiêu linh khí năng lượng, đổi lấy bao nhiêu linh khí năng lượng. Đổi thành hắn bực này đại cao thủ, cần linh lực năng lượng tuyệt đối nhiều dọa người. Hứa ứng hay là lần đầu thông qua động nguyên tiến về vũ trụ khác, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất là mới lạ, chỉ gặp một cỗ lực lượng kỳ lạ bao quanh hắn, mang theo hắn từ chất keo vật chất bên trong xuyên qua, mà chung quanh hắn thì là một mảnh kỳ lạ ánh sáng, ánh sáng bên ngoài chính là hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng là dần dần, hắn liền đối với những này đã mất đi hứng thú, hiến tế lực lượng còn tại mang theo hắn hướng một vũ trụ khác tiến đến nhưng lại từ đầu đến cuối không có đi vào cuối cùng không biết từ động nguyên đi cần qua bao lâu mới có thể đến đạt một vũ trụ khác hứa ứng thầm nghĩ trong lòng lại qua không biết bao lâu hứa ứng dứt khoát lĩnh hội tu luyện hỗn độn đại đạo hắn trên hỗn độn đại đạo tạo nghệ hay là có chỗ khiếm khuyết thái nhất đại đạo quân đưa tiến hứa ứng đằng sau đi ra xá an cung hướng trưởng tôn thánh hải cùng lê tiêu nói nhiệt độ hứa ứng không tại xá an cung kẻ này nghe nói chuyện xảy ra, trong đêm chạy trốn tới vũ trụ khác đi. Hai vị sứ giả mời về, trường tôn thánh hải sắc mặt ôn hòa, nói, hứa ứng là nhà ta thông thiên lão gia bạn cũ, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm tương lai thông thiên lão gia ổn thỏa cho hắn bình oan giải tội. Lê Tiêu nói, đại đạo quân có biết hứa ứng chạy trốn tới vũ trụ nào đi? Thái nhất lắc đầu nói, không biết. Lê Tiêu tiếc hận nói, không biết hắn trốn hướng vũ trụ nào, tìm được hắn liền phiền toái. Nếu hứa ứng không tại, như vậy liền không quấy dày. Cáo từ, Thái nhất đại đạo quân đưa tiến, mặt khác bất hủ, chân vương, đạo quân cùng đại đạo quân thấy thế, cũng biết không cách nào từ Thái nhất đại đạo cầm tới hứa ứng tin tức, đành phải riêng phần mình rời đi. chương 1371, sinh tử đại đạo quân nói, Thái nhất đem hứa ứng đưa tiến, bất qua tìm tới hứa ứng chỉ là vấn đề thời gian. Đem những vũ trụ này từng cái thăm dò, luôn có thể tìm tới hắn. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, hỗn nguyên đạo quân, Ngự Huyền Thông bọn người biết hứa ứng đạt được Hồng Nguyên Cùng Chuông lớn, trong lòng càng là sốt ruột, cùng những người khác cùng một chỗ Trinh Phạt Thái nhất đạo môn, coi như Thái nhất đạo quân giao ra hứa ứng, chúng ta cũng lấy không được chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại hứa ứng bị lưu đày tới vũ trụ khác, cơ hội của chúng ta cũng liền đến rồi. Đối bọn hắn tới nói, trước tất cả mọi người một bước tìm được hứa ứng, là bọn hắn cướp đoạt Hồng Nguyên Cùng Chuông lớn số lượng không nhiều cơ hội. Thái nhất đại đạo quân lắng lại cuộc phân tranh này, trở lại giao quang điện đang muốn bế quan tu luyện, Cửu Tăng đạo quân đến đây, nói: "Sư Tôn đang bế quan lúc, hứa sư đệ giúp sư Tôn thu người đệ tử." Thái Nhất kinh ngạc vạn phần, "Giúp ta thu người đệ tử." Cửu Tăng xưng phải, hướng ngoài điện nói: "Thanh Huyền sư đệ, vào đi." Phế vật Thanh Huyền xưng phải, đi vào trong điện, bái kiến Thái Nhất. Thái Nhất trên dưới dò xét hắn, không khỏi động dung, nói: "Đạo hữu đã là bất hủ, vì sao làm đệ tử của ta?" Phế vật Thanh Huyền nói: "Đệ tử đến từ Tam giới, không có đất đặt chân, cho nên nhờ bao che tại sư tôn môn hạ. Thái nhất đại đạo quân trầm mặc một lát, từ từ nói, người cũng là người tam giới. Phế vật thanh huyền xưng là, người xoay người sang chỗ khác, phế vật thanh huyền theo lời, xoay người sang chỗ khác. Thái nhất đại đạo quân quan sát tỉ mỉ sau gáy của hắn, cửu tăng nói nhỏ, sư tôn, ta xem qua, không có mọc phản cốt. Thái nhất đạo, người quay tới, phế vật thanh huyền xoay người lại. Thái nhất đạo, người ta tù vi tùy có cao thấp, nhưng cảnh giới giống nhau, người bái ta làm thầy, về lý không hợp. Phế vật Thanh Huyền nói, đệ tử tại tam giới lập nghiệp, chính là tu luyện thái nhất khai ngộ, triệu hoán thái nhất động uyên, càng là dựa vào thái nhất đại đạo, mới tại tam giới tạo phản thành công. Thái nhất nghe vậy, nhìn cửu tăng một chút, cửu tăng vào đầu, nói nhỏ ta xem hắn hết ăn lại nằm, trên thân một đống tật xấu, không giống như là người yêu tạo phản. Thái nhất nói, người nếu năm đó đã từng tu luyện ta truyền lại thu hoạch pháp môn, cũng coi như cùng ta có điểm duyên phận người tại môn hạ của ta chính là ta coi ngươi là đệ tử ta bất quá nếu là đệ tử ta lúc trước thu hoạch pháp môn không cần lại học hắn dặn dò người phải nhớ kỹ đến bỉ ngạn chính là bỉ ngạn thánh tộc không còn là người tam giới phế vật thanh huyền xưng phải nói đệ tử nhập môn đằng sau bài vị là ở trên hứa ứng hay là tại hắn phía dưới thái nhất đạo người đã là bất hủ tự nhiên là ở trên hắn phế vật thanh huyền trong lòng vui vẻ dò hỏi sư tôn hứa sư đệ đến vũ trụ khác rồi hả thái nhất nghe vậy tinh tế xem xét không khỏi ngạc nhiên lắc đầu nói còn chưa từng đến cổ quái trên người hắn hẳn là còn có những vật khác dẫn đến hắn tiến vào một vũ trụ khác cần nhiều linh khí hơn năng lượng phế vật thanh huyền nói trên người hắn còn có một ngụm chuông lớn thái nhất lắc đầu nói coi như hắn mang theo một ngụm bất hủ chi bảo hiến tế linh năng cũng đầy đủ hắn đến vũ trụ kia trên người hắn khẳng định còn có những vật khác so bất hủ chi bảo còn mạnh hơn cần linh năng rất nhiều. Hắn dừng một chút, nói các ngươi trước tạm xuống dưới. Chờ mấy ngày nữa lại nhìn, phế vật Thanh Huyền cùng Cửu Tăng Xưng phải, riêng phần mình lui ra. Qua sáu bảy ngày, hai người lại tới gặp Thái Nhất, hỏi thăm hứa ứng phải chăng đến một vũ trụ khác. Thái Nhất xem xét một phen, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, nói còn tại trên đường. Cửa đối diện người, đã đem vốn liếng đều hiến tế hết, dự định hiến tế một chút cường giả. Hai người luôn miệng nói cổ quái, cổ quái Thái nhất đại đạo quân nói, đồ trên người hắn, cần linh năng so với hắn còn muốn khổng lồ rất nhiều lần, gần như tương đương với đổi thành một vị đại đạo quân đi qua. Lấy vũ trụ kia môn nhân, căn bản không có đầy đủ tài phú đem hắn đổi thành đi qua. Phế vật Thanh Huyền cùng Cửu Tăng hai mặt nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Thái nhất đại đạo quân trầm ngâm nói, kế sách hiện nay, chỉ có nhìn hắn phải chăng có thể tự mình đi tới. Lấy hắn bây giờ bản sự, xuyên qua ta động nguyên, tiến vào vũ trụ kia không khó chỉ là phải hao phí một chút thời gian. Phế Vật Thanh Huyền vội vàng nói, bao lâu thời gian? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, hắn tự thân mang theo Đại Đạo Quân tu vi, cũng chỉ có bất hủ thực lực. Lấy Đại Đạo Quân tu vi để tính, muốn đi khoảng chừng 10 vạn năm. Bất quá cũng may đối diện đã hiến tế hơn phân nửa linh năng, hắn đã đi hơn phân nửa lộ trình. Lấy thực lực của hắn đi đến đối diện, hẳn là còn cần 2, 3 vạn năm đi. Hắn có chút phiền muộn, chính mình còn cần 2, 3 vạn năm mới có thể chứng đạo đạo chủ. Kỳ quái, trên người hắn rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên như thế cường đại, không kém hơn ta. Thái nhất động nguyên bên trong, hứa ứng còn tại chất keo vật chất bên trong tiến lên, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, có đôi khi dứt khoát liền ngừng lại, hơn 10 ngày sau nửa tháng, mới lại có hiến tế, núi liền linh năng, để hắn có thể hướng về phía trước lại đi ra mấy bước. Sau đó, hiến tế liền lại lần nữa đoạn đi, như vậy liên tục, hứa ứng không khỏi nôn nóng, thôi động võ cực chứng đạo, phấn hết lực lượng đi thẳng về phía trước, nhưng mà chất keo vật chất mang tới lực cản lại ngoài ý liệu cường đại, hắn giống như là chỉ con muỗi ngưng kết tại nhựa thông bên trong, ra sức giấy ruộng, lại càng ngày càng dính. Hắn bất kỳ động tác gì, đều trở nên không gì sánh được chi chậm, chỉ sợ muốn mấy tháng mới có thể phóng ra một bước. Trung ra, nương theo lấy một tiếng kêu gọi, chuông lớn bay ra, keng keng vang vọng, rốt cục để bốn phía chất keo vật chất buông lỏng một chút. Hứa ứng thừa cơ xê dịch thân hình nửa ngày chuyển ra một bước. Chuông lớn rất nhanh cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, vội vàng kêu lên, liên ra, đi ra hỗ trợ. Hứa ứng hỗn độn động nguyên bên trong, hỗn độn liên chỉ bay ra, hỗn độn liên nâng tòa kia hồng nguyên, uể oải bồng bềnh ở trong khu vực chất keo, lập tức không thể động đậy. Hỗn độn liên ra sức giấy ruộng, chỉ có thể lắc lư một chút lá sen, cánh hoa run rẩy giống như run run. Trung ra, cùng ta cùng một chỗ tế lên liên ra, hợp lực oanh mở một con đường. Hứa ứng quát, một người một chuông lúc này đem hỗn độn liên tế lên, thôi phát huy năng chỉ nghe ông một tiếng hoa sen rung động vô lượng linh quang chen trúc hướng về phía trước đánh tới đem khu vực chất keo đánh ra một đầu thông đạo hứa ứng lập tức phát giác được áp lực giảm nhiều vội vàng cùng mang theo chuông lớn cùng ao sen đi thẳng về phía trước không đi ra bao xa hắn lại bị chất keo vật chất định trụ hứa ứng cùng chuông lớn bắt trước làm theo lại lần nữa thôi động hỗn độn liên hướng về phía trước đánh tới lại có thể đi về phía trước ra một khoảng cách như vậy qua không biết bao lâu hứa ứng cùng chuông lớn hao hết pháp lực, liền dừng lại nghỉ ngơi, đợi cho tu vi khôi phục liền lại thôi động hỗn độn liên, tốc độ vậy mà cũng không chậm, dần dần hướng một vũ trụ khác tới gần. Một ngày này, hứa ứng cùng chuông lớn lại lần nữa thôi động hỗn độn liên, đang muốn hướng về phía trước đánh tới, bỗng nhiên hỗn độn liên rút ra một cây củ sen thọc hứa ứng, chỉ hướng một bên. Hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa lại có một người bị cố định tại chất keo vật chất bên trong. Trường 1372, thương nó bất hạnh, giận nó không tranh. Hứa ứng thôi động hốn độn liên, hướng thân ảnh tới gần, khoảng cách đối phương còn có mấy chục trượng lúc, liền dừng lại quan sát. Bị vây ở chất keo vật chất bên trong là một nữ tử, tóc dài phất phới, tàn mắt tại chất keo vật chất bên trong, giống như là phiêu đãng ở trong nước. Đó là cái tướng mạo rất ngọt ngào cô nương, khuôn mặt tròn trịa, trong trắng lộ hồng, con mắt ngập nước, giống như là băng phong tại trong thời không, trên mặt còn mang theo ý cười. Hứa ứng dò xét vài lần, Nói chúng ta tiếp tục đi lên phía trước Chuông lớn cùng hỗn độn liên ngây người Trung gia nghi ngờ nói a ứng, chúng ta không phải muốn cứu nàng sao Không cứu Hứa ứng lắc đầu nói Nàng có thể đi đến nơi này Thực lực tu vi không thể coi thường Không cần ta đến cứu Ta không biết nàng thiện ác Thậm chí chưa chắc là đối thủ của nàng Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra Cảnh giới, thái nhất đạo môn Tại cảnh giới vũ trụ Triệu hoán thái nhất động uyên Tu luyện thái nhất đại đạo là một môn học thuyết nổi tiếng, chỉ là tu hành Thái Nhất Đại đạo cần cực cao tư chất mộ tính, rất khó tu thành. Bởi vậy Thái Nhất đạo môn quy mô không phải lớn nhất, nhưng Thái Nhất đạo môn lại là cực kỳ giàu có. Lúc này cảnh giới Thái Nhất đạo môn hòa huỳnh môn chủ có chút nhíu mày, nói: đem Lục Nghĩa Hoàn Nguyệt cũng hiến tế đi. Không thể, một đám Thái Nhất đạo môn đệ tử trưởng lão quá sợ hãi, nhao nhao khuyên nhủ: trưởng giáo, không thể a. À. Lục Nghĩa Hoàn Nguyệt là đạo môn ta chấn giáo trí bảo, hiến tế liền hết rồi. Một vị thái thượng trưởng lão run run rẩy rẩy đi tới, thanh âm già nua vang lên, nói trưởng giáo, vẫn là đem ta hiến tế đi. Ta đã sống được đủ lâu, hiến tế ta, liền có thể để bỉ ngạn quý nhân đi được mau một chút. Đúng lúc này, đột nhiên thái nhất động uyên kịch liệt chấn động, hòa huỳnh môn chủ cùng chúng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ hạo nhiên thâm thúy chi khí từ thái nhất động uyên bên trong tuôn ra, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đi vào động uyên lối vào, hướng bọn hắn nhìn tới. Cảnh giới thái nhất đạo môn, Hòa huynh, xuất lĩnh thái nhất môn chúng, tham kiến công tử. Hòa huynh môn chủ vội vàng hạ bái, các thái thượng trưởng lão khác, trưởng lão cùng đệ tử nhau nhau hạ bái. Hứa ứng đi ra thái nhất động huyên, ánh mắt rơi vào trên thân những người này, chỉ gặp những này thái nhất môn nhân quần áo tả tơi rách nát, trên mặt xanh sao, liền xem như bị thu gặt một gốc giả dạ rau hẹ, cũng không trở thành như vậy tinh thần xa sút Hắn dò xét bốn phía, không khỏi nhíu mày, nơi này rừng thiêng nước độc, mặc dù thế núi nguy nga, liên miên chập trùng nhưng không có một tòa tiên sơn không có một ngụm linh tuyền tiên gia công khuyết pháp bảo cũng là không nhìn thấy thái nhất đạo môn tại cảnh giới cũng quá keo kiệt hứa ứng thầm nghĩ ta gọi hứa ứng các ngươi đứng lên mà nói hứa ứng cười nói hòa huynh môn chủ liền vội vàng đứng lên nói hứa công tử mời tới bên này chúng ta cảnh giới thái nhất đạo môn đã chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm xin mời công tử dự tiệc hứa ứng ánh mắt rơi vào trên người nàng chỉ gặp vị này cảnh giới trưởng giáo nhìn như khoảng 30 tuổi, dung mạo tú mỹ, phong vận tuyệt hảo, tu vi cũng là siêu quần bạt tùy, vậy mà đã tu luyện tới bất hủ cảnh. Hứa ứng cười nói, hòa huynh môn chủ, ta xem tu vi ngươi, đã đến bất hủ cảnh giới, vì sao thái nhất đạo môn như vậy keo kiệt. Hòa huynh môn chủ miễn cưỡng cười một tiếng, nói, để hứa công tử chê cười. Lúc này, một vị trưởng lão nhịn không được nói, chúng ta thái nhất đạo môn vì nghinh tiếp hứa công tử, đem bản môn tích lũy tất cả tài phú, tiên linh chi khí, pháp bảo, thậm chí tiên sơn, hết thảy hiến tế đi. Chính là trên người chúng ta bảo vật, cũng đều bị hiến tế, bây giờ còn có thể che đậy thân thể, thế là tốt rồi. Phùng đôn, im ngay, hòa huynh môn chủ mặt như xương lạnh, quát lớn ở hắn, hướng hứa ưng ái nái nói, hứa công tử, chúng ta thâm sơn cùng cốc bên trong hạ dân, không có quy củ, để công tử chê cười. Hứa ứng động dung, ái náy nói ta không biết chính mình dáng lâm, vậy mà lại để cho các ngươi hao tổn nhiều bảo vật như vậy, chư vị tương trợ, vô cùng cảm kích. Ta chắc chắn bồi thường, hòa huynh môn chủ thiết hiến, cho hắn bày tiệc mời khách. Hứa ứng đoạn đường này đánh tới, cũng thực khốn đốn, tiệc rượu qua đi, liền muốn nghỉ ngơi. Hòa huynh môn chủ gọi một vị nữ đệ tử, dẫn lĩnh hắn đi tu hoa lâu nghỉ ngơi, đợi đi vào trong phòng, nữ đệ tử kia quay người cài đóng cửa phòng, liền muốn lưu lại vì hứa ứng cởi áo nới dây lưng. Hứa ứng giật nảy mình, vội vàng đem nữ đệ tử kia đánh ra. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa, hứa ứng lúc mở cửa nhìn, liền gặp hòa huỳnh môn chủ đứng ở bên ngoài, nửa là ngượng ngùng, nửa là u oán, nói, yến nhi hầu hạ không chu toàn đêm nay liền do thiếp thân đến hầu hạ. Hòa huỳnh còn có chút tư sắc, nhìn công tử không cần ghét bỏ. Nàng trâu tròn ngọc sáng, quần áo khinh bạc, dưới ánh trăng nửa ẩn nửa hiện. Hứa ứng cười nói, hòa huỳnh môn chủ, ta cũng không loại kia tâm tư, người không chi phí tâm. Ta tới nơi đây, chỉ là tị nạn nhận được môn chủ chiếu cố, đã cực kỳ cảm kích. Hòa huynh môn chủ nghe vậy, gặp hắn quả thực vô ý, vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng xin lỗi, quay người rời đi. Hứa ứng gặp nàng thướt tha bóng lưng, tâm thần rung động, liền muốn giơ tay lên lưu nàng lại, nhưng lại nắm tay buông ra. Thế là trần trọc, nửa đêm vừa rồi ngủ, ngày thứ hai, hòa huynh môn chủ tỉnh lại, đã thấy thái nhất đạo môn chỗ linh sơn nổi trôi san sát tiên sơn, tiên sơn móc ngược, hình thành to to nhỏ nhỏ động nguyên, Thiên linh chi khí dồi rào đến khó có thể tưởng tượng, linh khí vậy mà hình thành thác nước, từ trên vách núi treo ngược xuống tới. Nàng nhìn lên, liền thấy trên bầu trời treo từng tòa khổng lồ động nguyên, quy mô kinh người, so với nàng Triệu Hoán mà đến Thái nhất động nguyên cũng không kém cỏi. Nàng vội vàng đi ra ngoài, vội vàng đi vào tu hoa lâu, đã thấy hứa ứng đứng ở trên lầu, một tòa lại một tòa động nguyên từ hắn thể nội bay ra, treo ở trên bầu trời, linh khí như chú, từ những động nguyên này bên trong chút xuống. Những động nguyên này khoảng chừng hai ba trăm tòa trong lúc nhất thời linh khí ngưng tụ thành mây mưa thuận gió hòa đem linh sơn tắm một lần hứa công tử đối đãi với ta như thế cảnh giới thái nhất đạo môn hòa huỳnh suốt đời khó quên hòa huỳnh môn chủ vội vàng tiến lên bái tạ nói hứa ứng cười nói môn chủ không cần đa lễ nếu không có các ngươi hiến tế ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đi vào cảnh giới các ngươi dâng ra đi nhiều thiên tài địa bảo như vậy ta chỉ có thể làm sơ bồi thường trong lòng rất là ái náy Hòa huynh môn chủ nghe vậy, trong lòng lo sợ bất an, vị này thánh tộc làm sao tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ là đến thu hoạch chúng ta, hứa ứng đi bộ nhàn nhã, hành tàu tại Linh Sơn ở giữa, thưởng thức dị vực phong quang, dò hỏi, sư phụ ta thái nhất đại đạo quân, phải chăng thu hoạch các ngươi. Làm sao thu hoạch, hòa huynh môn chủ nghiêm nghị, quả nhiên đến rồi, hắn lúc trước mềm không được cứng không xong, hiện tại muốn ăn một ngụm hung ác. Nàng không dám giấu giếm, nói thái nhất đại lão ra tương đối nhân từ, chỉ là để cho chúng ta trợ hắn lĩnh hội. Có đôi khi lão nhân ra ông ta gặp được một chút không cách nào lĩnh hội đồ vật, nhất thời không nghĩ ra, liền sẽ để cho chúng ta giúp hắn lĩnh hội. Hứa ứng lộ ra vẻ ngờ vực, hòa huynh môn chủ vội vàng nói, còn có, đại lão ra nếu là gặp được cường địch, sẽ còn điều động tu vi của chúng ta trợ trận. Bất quá, chúng ta thái nhất đạo môn so mặt khác đạo môn đã coi như là thật tốt hơn nhiều, mặt khác đạo môn có đôi khi chẳng hiểu ra sao liền sẽ bị thu gặt, chết mất mấy cái trưởng lão cái gì. Còn có thánh tộc giáng lâm, cũng sẽ xâm chiếm nhục thân, hoặc là cống lên tài nguyên, cống lên bảo vật cùng nữ tử. Có sẽ còn bị cầm lấy đi bổ đạo, chương 1373, hứa ứng nghe đến đó, phi thân lên, đi vào trên không trung bốn phía nhìn lại, nhưng gặp minh mông cảnh giới phóng nhãn vậy mà không có bao nhiêu tiên sơn, chỉ có từng tòa động nguyên phảng phất từng cái to lớn ống khói bồng bình tại từng tòa thánh địa trên không. Về phần đại đạo chi cảnh, càng là hiếm thấy, hắn phi thân đi vào tinh không, Hoa Huỳnh vội vàng đuổi theo hắn, hứa ứng nhìn về phía tinh không. Trong tinh không cũng không có bao nhiêu đạo cảnh, thậm chí ngay cả tinh thần tinh hà cũng ít cực kỳ. Hắn dạo chơi mà đi, hướng những cái kia có tinh thần địa phương đi đến, đợi đi vào nơi đó, đã thấy có mấy cái tu vi bất phàm đạo cảnh thất trọng bát trọng cường giả, ngay tại bao quanh một vầng mặt trời, đem vầng mặt trời kia lặp đi lặp lại tế luyện. Bọn hắn nguyên thần rộng rãi, sau so Thái Dương càng lớn hơn rất nhiều lần. Thái Dương bị bọn hắn luyện đến càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một viên hạt châu. Mấy cái kia cường giả đem Thái Dương Châu thu hồi, lại tiến về địa phương khác luyện hóa Thái Dương. Bọn hắn là luyện chế tinh sa, Hoa huynh môn chủ nói, bị ngạn cần đại lượng tinh sa, có người dùng tinh sa luyện chế pháp bảo. Hứa ứng nhớ tới bị chính mình hiến tế hồng tỷ đạo quân, liền có một tòa chu thiên tụ sa tháp, trong đó tinh sa chính là từng khỏa Thái Dương, vô số viên tinh sa hợp thành trong tháp từng đạo tinh hà. Thế nhưng là, những mặt trời này bị luyện hóa về sau, đưa đến bỉ ngạn, các ngươi cảnh giới liền không có. Hứa ứng nhịn không được nói, lúc buổi tối, các ngươi thậm chí chưa hẳn có thể nhìn thấy tinh thần. Hòa huynh môn chủ nói, ngại không đến sinh tồn là được. Hứa ứng nhướng nhướng mày, nói các ngươi liền không có nghĩ qua phản kháng. Các ngươi liền không có nghĩ qua, không cần lý văn, không cần học tập bỉ ngạn công pháp, không cần thụ bọn hắn thu hoạch. Các ngươi có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Hòa huynh môn chủ sắc mặt đột biến, vội vàng nói không dám công tử vì sao nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói đến bị ngạn pháp môn là thánh pháp người bị ngạn cũng là thánh tộc chúng ta có tài đức gì dám cùng thánh tộc địa vị ngang nhau đây là diệt tộc tội lớn a hứa ứng nghe vậy lắc đầu quay người trở về linh sơn linh sơn nơi xa có một đạo khoáng mạch là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành khoáng mạch bên trong sinh sản ngũ hành huyền kim đối với tu luyện ngũ hành đại đạo người mà nói là một loại tuyệt hảo vật liệu luyện khí chỉ là loại khoáng mạch này cực kỳ hiếm thấy là tiên thiên đại đạo nồng đậm chi địa mới có thể hình thành khoáng mạch, bên trong ẩn sinh ngũ hành biến hóa, đi vào lấy quặng rất là hung hiểm. Nhưng là hứa ứng lại nhìn thấy rất nhiều đạo cảnh ngũ trọng tứ trọng người tiến vào khoáng mạch đào quáng, những người này có bất phàm thực lực tu vi, nhưng mà lại ở chỗ này làm bỏ bê công việc. Bọn hắn là tu luyện ngũ hành đại đạo người, đào được ngũ hành huyền kim, liền có thể đạt được bỉ ngạn truyền thụ cho thần thông đạo Pháp. Thậm chí có người còn có thể tiến về bỉ ngạn cầu học đâu. Nói đến đây, Hòa Huỳnh môn chủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Hứa ứng thu hồi ánh mắt, Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng bóc lột cảnh giới Thái Nhất Đạo môn môn nhân, nhưng ở những kẻ cướp đoạt này bên trong, Thái Nhất Đại Đạo Quân là tương đối tử bi một cái. Đây chính là tam giới tương lai, nếu như không phản kháng, nhưng nếu không có đầy đủ lực lượng, đây chính là tam giới tương lai. Hứa ứng trong lòng nhảy lên kịch liệt hai lần, tam giới, nhất định phải cường thịnh đứng lên, quyết không thể biến thành kế tiếp cảnh giới. Bị ngạn cướp đoạt đại thiên vũ trụ, cướp đoạt bọn hắn các loại đại đạo đạo cảnh, tiên thiên khoáng mạch, các loại tài nguyên thậm chí nhân tài tài nguyên. Như thế nào mới có thể đánh bại một con quái vật khổng lồ như vậy? Trong lòng của hắn yên lặng nói, cảnh giới cái này bị bọn hắn nô dịch thế giới, thậm chí ngay cả phản kháng quyết tâm đều không có, càng không có phản kháng thực lực. Hắn không khỏi lắc đầu, hắn tại bỉ ngạn bên trong lúc, không nhìn thấy bỉ ngạn cường đại, đi vào cảnh giới lúc, mới ý thức tới bỉ ngạn cường đại cùng không thể chiến thắng. Hòa môn chủ, ta nếu là nói cho các người biết, động uyên là chính mình liền có thể tu luyện ra được, người tin không? Hứa ứng hỏi, hòa huynh môn chủ không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói ta tin. Nói ra lời này, nàng mới có hơi hối hận, không nên ở trước mặt hứa ứng nói ra ta tin hai chữ. Dù sao hứa ứng là thái nhất đại đạo quân đưa tới người, tất nhiên là thái nhất thân tín, nếu là trở về nói cho thái nhất việc này, chính mình chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Nàng dù sao cũng là bất hủ cảnh, mặc dù trong công pháp có dấu rất nhiều cửa sau, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới này, liền cũng không phải là người ngu, tự nhiên đó có thể thấy được động nguyên rất nhiều huyền cơ. Hứa ứng lại nói, ta có thể truyền thụ cho các ngươi tu luyện động nguyên công pháp, để cho các ngươi mình có thể luyện thành động nguyên, không cần triệu hoán người khác động nguyên. Hòa huynh môn chủ cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, hứa công tử dự định tự lập môn hộ, tại ta cảnh giới gieo rắc một loại khác thu hoạch pháp môn. Ngươi là tu luyện tới bình cảnh, cho nên mới truyền đạo. Nàng coi là đoán được hứa ứng tâm tư, cười nói ta có thể làm công tử an bài. Loại chuyện này, chúng ta làm qua rất nhiều lần, thường xuyên có bỉ ngạn công tử tiểu thư giáng lâm, để cho chúng ta hỗ trợ gieo rắc công pháp của bọn hắn, tìm kiếm phù hợp thu hoạch truyền nhân. Hứa ứng lắc đầu, cất bước trở về tu hoa lâu, nói ta muốn truyền thụ cho là chân pháp, không phải thu hoạch pháp môn. Ngươi nếu là muốn học, tới gặp ta. Hắn lưu ở trong tu hoa lâu, an tĩnh lại, đằng sau một đoạn thời gian đều thành thành thật thật lưu tại nơi này. Hắn chuyên tâm tu luyện, ý đồ suy luận ra thái nhất, hỗn độn, hồng mông, nhân quả cùng sát phạt mấy loại này đại đạo duy nhất đạo văn. Hắn trước sau dùng thời gian 3 năm mới đưa thái nhất đạo văn suy luận đến năm đạo, mặt khác hỗn độn, nhân quả, sát phạt cùng hồng mông đều suy luận đến 10 đạo trong vòng. Điều này đại biểu lấy hắn cái này mấy môn đại đạo tạo nghệ đều đã đi vào bất hủ cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy hai chứng cái này mấy môn đại đạo. Chỉ là Hòa huynh môn chủ không biết là xuất phát từ không tín nhiệm hay là đối với bị ngạn sợ hãi, từ đầu đến cuối không có tới gặp hắn. Hòa huynh không có đến đây, hứa ứng cố nhiên cảm khái cảnh giới chi bất hạnh, nhưng cũng sẽ không chủ động miễn cưỡng bọn hắn thoát khỏi bất hạnh. Hòa môn chủ, thái nhất đạo môn gần nhất cực kỳ thịnh vượng phát đạt. Hỗn nguyên đạo môn trưởng giáo bành ngũ đến đây bái phỏng, do xét thái nhất đạo môn rầm rộ, không khỏi hâm mộ vạn phần, cười nói, thái nhất đạo môn so trước đó càng thêm hưng thịnh, thật đáng mừng không biết quý môn tiên linh chi khí từ đâu mà đến. Hòa huynh môn chủ cười nói, trong môn ta trưởng lão tu thành bất hủ, lại tăng thêm một tòa bất hủ cấp động nguyên, cho nên linh khí mới như vậy hưng thịnh. Bành ngũ á một tiếng, luôn miệng nói vui, qua không lâu bành ngũ đứng dậy cáo từ, vội vàng trở lại hỗn nguyên đạo môn, hướng hỗn độn động nguyên đốt hương cầu trúc, nói, đệ tử bành ngũ, khởi bẩm hỗn nguyên đạo quân, hứa ứng rất có thể ẩn thân cảnh giới thái nhất đạo môn. Xin mời đạo quân định đoạt, sau một lúc lâu, trong động nguyên truyền đến hỗn nguyên đạo quân thanh âm, chuẩn bị pháp thân, tiếp nhận giáng lâm. Bành ngũ xương phải, gọi một vị đạo cảnh ngũ trọng đệ tử, để nó đứng tại hỗn độn động nguyên dưới, không người bái nói, xin mời đạo quân giáng lâm. Lúc này, một cỗ minh mông tư duy ý chí giáng lâm, một mạch đoạt xá đệ tử kia nguyên thần, lập tức xâm chiếm nhục thân nó, cất bước đi ra ngoài, trầm giọng nói ta đi xem một cái đến cùng phải hay không hứa ứng. chương 1374, Lưu Vong, cái kia hỗn nguyên đạo môn đệ tử, Hỗn Nguyên Đạo Quân giáng lâm trong nháy mắt đó, cũng đã tử vong, trực tiếp bị Hỗn Nguyên Đạo Quân lực lượng đập vụn tam hồn thất phách, nguyên thần trực tiếp biến thành Hỗn Nguyên Đạo Quân bộ dáng. Nhục thân nó cũng đang không ngừng biến hóa, hướng Hỗn Nguyên Đạo Quân bộ dáng chuyển biến. Bốn phía những người khác đối với cái này phản phất nhìn lắm thành quen, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng hoảng sợ. Loại chuyện này phát sinh quá nhiều lần, không cần thiết kinh hoàng hoảng sợ. Nói đến kỳ quái, Hỗn Nguyên Đạo Quân đoạt xá đằng sau bộ thân thể này tay phải năm ngón tay liền từ chóc ra phảng phất hỗn nguyên đạo quân trời sinh tay phải liền không có mọc ra năm ngón tay hỗn nguyên đạo quân đi vào thái nhất đạo môn chỗ linh sơn hướng mảnh này linh sơn nhìn lại chỉ gặp ngàn vạn và tiên sơn treo lủng lẳng quy mô hùng vĩ linh khí nồng đậm như là thác nước chút xuống để nơi đây tựa như bị ngạn đồng dạng những tiên sơn này bên trong có nhiều tiên kim đang có thái nhất đạo môn đệ tử khai thác tiên kim luyện chế pháp bảo hứa ứng người đối với mấy cái này cấp thấp dân đen thật sự là khẳng khái. Thật tình không biết sâu kiến mệnh, không thể cùng chân long mệnh so sánh. Hỗn nguyên đạo quân cười lạnh, đi về phía trên núi đi đến. Hắn không lo lắng chút nào thân phận của mình bại lộ, hứa ứng chỉ là một cái bị kẻ lưu vong, lo lắng hành thích bại lộ, mà hắn là một cái truy tung giả, không cần lo lắng điểm này. Ngay tại lúc bước chân hắn rơi vào trên núi một sát na, đột nhiên trời đất quay cuồng, thời không biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện tại một tòa lâu vũ bên trong hỗn nguyên đạo quân người thật lớn mật lại dám đoạt xá giáng lâm trong lâu vũ hứa ứng giống như cười mà không phải cười đứng dậy ánh mắt rơi vào trên tay phải của hắn nói năm đó ta lưu lại cho ngươi đạo thương vẫn còn xem ra những năm này ngươi không có tiến bộ a à. hỗn nguyên đạo quân tay phải ẩn ẩn bị đau nhớ tới năm đó bị hứa ứng tế lên hỗn độn liên gây thương tích tình hình hứa ứng người quả nhiên ẩn thân tại cảnh giới Hỗn nguyên đạo quân tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, bây giờ ngươi phương vị bại lộ, nhìn ngươi còn như thế nào đào thoát. Trốn, hứa ứng chậm rãi mở ra tay phải, hỗn nguyên đạo quân liền thân bất do kỳ bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lúc trước hai người thân thể hay là đồng dạng cao lớn, nhưng hướng về trong bàn tay hắn lúc, hỗn nguyên đạo quân thân thể liền phảng phất tại không ngừng thu nhỏ, đợi rơi vào hứa ứng lòng bàn tay, liền thật nhỏ như cùng sâu kiến đồng dạng. Ta vì sao muốn trốn? hứa ứng năm ngón tay giang rộng ra, hỗn nguyên đạo quân thân thể này không tự chủ được nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Trong huyết vụ, hỗn nguyên đạo quân nguyên thần phiêu khởi, các loại ký ức bị hứa ứng túm đi ra. Hỗn nguyên, bằng vào thực lực của ta, không cần trốn. Hứa ứng tìm kiếm phân thân này ký ức, ý đồ tìm kiếm nó liên quan tới hỗn độn chi đạo tu luyện bí quyết, nói, ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi đến. Hỗn nguyên đạo quân tức giận hừ một tiếng, tất cả ký ức trực tiếp chôn vùi, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí phiêu tán, không cho hắn tìm kiếm chính mình ký ức cơ hội. Hứa ứng, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, giống như là cách xa xôi thời không. Hứa ứng nói thầm một tiếng đáng tiếc, mục đích của hắn là vì lấy hỗn nguyên đạo quân hỗn độn đạo chân truyền, đáng tiếc hỗn nguyên đạo quân xem thời cơ được nhanh, để hắn không thể đạt được. Về phần hỗn nguyên đạo quân phát hiện hành tung của mình, hứa ứng cũng không để ở trong lòng. Đại thiên vũ trụ lúc đầu liền khắp nơi đều trải rộng các đại bất hủ môn sinh, bọn hắn động nguyên treo ở từng cái vũ trụ các nơi, muốn tránh đi nhãn tuyến của bọn họ, căn bản không có khả năng. Hứa ứng tự biết sớm muộn sẽ bại lộ, liền không có nghĩ qua giấu kín tự thân. Cùng một thời gian, hỗn nguyên đạo môn đạt được đạo quân truyền lệch, lập tức bắt đầu chuẩn bị tế phẩm, để hỗn nguyên đạo quân có thể giáng lâm. Bất quá, hỗn nguyên đạo quân dù sao cũng là đạo quân, thực lực tu vi thực sự cường hoành, chuẩn bị tế phẩm nhiều cũng là khó có thể tưởng tượng cho dù là hỗn nguyên đạo quân cũng bị hết sạch vốn liếng, thậm chí còn có mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị đưa lên tế đàn, chuẩn bị huyết tế, đổi lấy hỗn nguyên đạo quân giáng lâm. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, hỗn nguyên đạo môn rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, ngày hôm đó, bành ngũ môn chủ chủ trì đại tế, hỗn nguyên đạo quân rốt cuộc bắt đầu từ chính mình hỗn độn động nguyên bên trong giáng lâm đến cảnh giới. Tế phẩm liên tục không ngừng hóa thành linh khí năng lượng, tràn vào hỗn độn động nguyên, hướng một vũ trụ khác chảy tới. Cùng lúc đó, hỗn nguyên đạo quân cũng từ bị ngạn hỗn độn động nguyên bên trong khởi hành hướng cảnh giới đi tới. Đợi cho tế phẩm tiêu hao một phần ba lúc, hứa ứng xuất lĩnh thái nhất đạo môn hòa huỳnh môn chủ cùng một đám thái nhất môn chúng, giết tới hỗn nguyên đạo môn không nói lời gì liền bắt đầu phá phách cướp bóc đốt. Bành ngũ môn chủ giận không kềm được, thôi động hỗn độn động nguyên cùng hứa ứng quyết đấu, bị hứa ứng một trưởng đóng té xuống đất. Hắn tuy là bất hủ cảnh, cao hơn hứa ứng ra một cảnh giới, nhưng hắn bất hủ cảnh thực sự lượng nước quá lớn, ngay cả công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Hòa huynh nhất là dũng mãnh, giết tới trên tế đàn, đi đoạt tế phẩm, đem các loại thiên tài địa bảo hết thảy thu nhập thái nhất động nguyên bên trong. Trên tế đàn, mấy cái kia chờ đợi bị xem như tế phẩm hiến tế thái thượng trưởng lão thấy thế, liền muốn đứng lên cùng Hòa huynh dây dưa, bị Hòa huynh tế lên trấn môn chi bảo, lục nghĩa hoàn nguyệt trấn áp, không thể động đậy. Nữ tử này tiến lên, tại mấy cái thái thượng trưởng lão đầu gối chỗ tất cả đá một cước, để mấy vị lão giả phù phù quỳ gối trên tế đàn cười nói các ngươi cũng là tế phẩm, bất qua chúng ta dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp liền không chói đi các ngươi vì ta thái nhất đạo môn tiết kiệm vài chén cơm hứa ứng khua tay nói đi đám người gào thét mà đi lưu lại bị tẩy thành đất trống hỗn nguyên đạo môn Hòa huynh môn chủ hưng phấn không hiểu phi tốc đi vào hứa ứng bên người cười nói hứa công tử chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu nàng đoạt hỗn nguyên đạo môn nhiều như vậy tài phú lại liên tục đánh ngã nhiều như vậy cường địch quả nhiên là uy phong bát diệt không có chút nào cảm thấy không tốt lắm hứa ứng thử dò xét nói nếu không chúng ta một lần nữa tốt hoa huynh môn chủ khó nén vẻ kích động qua mấy ngày lại có thiên su trung cực tam dương thái âm thái dương các loại đạo môn lọt vào thái nhất đạo môn tập kích những này đạo môn cũng phát giác được hứa ứng ngay tại cảnh giới vũ trụ thế là tại bỉ ngạn bất hủ thụ ý dưới riêng phần mình chuẩn bị tế phẩm chuẩn bị xin mời bỉ ngạn bất hủ giáng lâm nhưng mà hứa ứng hòa huỳnh bọn người thừa cơ đánh tới hứa ứng chấn áp những này đạo môn môn chủ hòa huỳnh đem người đem những này đạo môn những cường giả khác hết thảy phá tan đoạt tế phẩm liền đi ngắn ngủi mười mấy ngày hứa ứng hòa huỳnh bọn người liền lập tức bưng tám nhà đạo môn những này đạo môn khóc không ra nước mắt mà tại hỗn nguyên đạo môn bị hứa ứng đánh cho hôn mê bành ngũ môn chủ rốt cuộc mơ màng tỉnh lại chỉ gặp tế phẩm hoàn toàn không có đạo môn bảo vật cũng bị vơ vét không còn gì không khỏi gào khóc trong môn tử đệ vội vàng tới khuyên nói trưởng giáo chúng ta nhanh chóng bẩm báo đạo quân đại lão gia để đại lão gia làm chủ cho chúng ta bành ngũ môn chủ nghe vậy khóc đến ác hơn nghẹn nói đạo quân đại lão gia bị vây ở trên đường hỗn nguyên đạo quân thuận tế tự mà đến linh năng xuyên qua khu vực chất keo đang hướng cảnh giới mà đi trong lòng một mảnh lửa nóng lần này đến cảnh giới bắt hứa ứng như vậy trong tay hắn chiếc kia hỗn độn lạc ấn chuông lớn hỗn độn liên cùng hồng nguyên cùng huyền hoàng đạo giới kinh liền hết thảy là của ta vật trong bàn tay có những bảo vật này đại đạo quân tính là gì liền xem như đạo chủ cũng không nói chơi hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên linh năng khô kiệt hắn tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm cuối cùng dừng lại tại chất keo vật chất bên trong hỗn nguyên đạo quân ngẩn ngơ cố gắng ý đồ vận động thân thể để cho mình tiến lên nhưng mà chất keo vật chất lại giống như là càng ngày càng dính hắn mỗi động một cái đều cần hao phí cực lớn lực lượng mà lại nương theo lấy chất keo càng nặng nề tiến lên liền càng gian nan. Bành Ngố tên này đang làm cái gì?